Chào cả lớp ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu học ngày hôm nay ha. Rồi thì buổi hôm nay thì là buổi thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào cái công cụ phái sinh đầu tiên mà chúng ta đã đề cập ở trong chương số 1 tuần trước phải không ạ? Trong tuần trước thì chúng ta đề cập là các cái công cụ phái sinh thì các sản phẩm phái sinh thì bao gồm là quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau hay gọi hợp đồng tương lai và hoán đổi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm hay là công cụ đầu tiên, đó chính là cái quyền chọn. Rồi thì đối với công cụ quyền chọn thì ở đây chúng ta sẽ có hai chương mà chúng ta sẽ tập trung vào hai chương, đó là chương thứ nhất là các cái nguyên tắc định giá quyền chọn, cái thứ hai là một cái mô hình để chúng ta đưa ra giá quyền chọn. Thực sự ra thì nếu chúng ta xét kỹ hơn thì sẽ có thêm như số 5 nữa là chương cũng mô hình định giá quyền chọn. Tuy nhiên thì đây đối với cái mô hình chương số 5 thì nếu cần thì tới môn của rủi ro thì chắc có lẽ sẽ có đề cập sơ cho anh chị về về cái nội dung đó. Bởi vì cái chương số 5 là chương mô hình Mexico thì cái đó nó có liên quan tới một số những cái kỹ thuật phòng ngừa, cho nên thì sẽ để lại môn mở rủi ro tài chính. Chuyên môn này thì chúng ta sẽ không đề cập. Rồi, như vậy thì bữa hôm nay chúng ta sẽ xem xét nội dung đó là chính chương số 3 là cái chương các nguyên tắc định giá quyền chọn. Thì trong chương này chúng ta chủ yếu đề cập tới cái việc là như vậy khi chúng ta nhìn vào giá một quyền chọn thì giá quyền chọn nó sẽ nên như thế nào. Ở đây nhắc lại ha, nên như thế nào thôi chứ không có đưa ra một con số cụ thể. Nghe nha không ạ? Muốn đưa ra một con số cụ thể thì chúng ta sẽ cần phải có các mô hình giá. Thì tới chương sau nữa, tức là chương số 4, chúng ta sẽ đề cập tới cái nội dung là cái mô hình nhị phân để định giá cái quyền chọn. Chương này thì chúng ta chỉ đơn giản là xem xét xem như vậy thì giá quyền chọn nó nên là bao nhiêu, hay nói đơn giản hơn là cái phạm vi của giá quyền chọn nó sẽ như thế nào. Rồi, vậy nhiên đây chúng ta sẽ xem xét cho quyền chọn mua bảo mà, tức là một cái quyền mua tài sản cơ sở và một cái quyền chọn bán là quyền bán tài sản cơ sở. Và dĩ nhiên thì chúng ta cũng xem xét là quyền chọn kiểu châu Âu, tức là chỉ được thực hiện tại thời điểm đáo hạn, và quyền chọn kiểu Mỹ, tức là được thực hiện bất kỳ thời điểm nào mà tính cho tới khi đáo hạn. Rồi, như vậy thì đó là cái nội dung chính yếu của chương số 3 này. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta xem xét một số những cái ký hiệu hoặc là của nội dung chương này, hay nói đơn giản hơn là ký hiệu này thì cũng sẽ được sử dụng xuyên suốt cho cái phần quyền chọn phần sau, cũng như là một số những cái nội dung chúng ta hãy sử dụng trong những cái chương khác nữa, tức là trong những cái công cụ sản phẩm phái sinh khác nữa. Chẳng hạn như là cái T của chúng ta thời gian đáo hạn thì tính như thế nào thì nó sẽ áp dụng chung hết, không chỉ là quyền chọn mà cả cho cái hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau hay là hoán đổi, hay là lãi suất phi rủi ro chẳng hạn mà cũng được áp dụng tương tự nha. Rồi, ở đây thì chúng ta giả sử là chúng ta xét cái quyền chọn đối với tài sản cơ sở là cổ phiếu như nha, tức là để cho đơn giản không à. Chúng ta cũng dễ hình dung, cho nên đây chúng ta giả sử là xét quyền chọn đối với cổ phiếu. Rồi, chúng ta sẽ ký hiệu chữ S là giá giao ngay. S là giá giao ngay, hay nói khác là giá cổ phiếu, giá thị trường cổ phiếu tại thời điểm mà chúng ta xem xét. Như vậy thì đây nếu chúng ta có là S0 thì nhiên sẽ là giá giao ngay tại thời điểm 0, tức là giá thị trường cổ phiếu ngay thời điểm hiện tại. Còn nếu như giờ chúng ta sẽ có ST, đây ST hoa đây là gì? Là cái giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn. T lớn là gì? T lớn là thời gian đáo hạn, và cái thời điểm đáo hạn. Như vậy thì ST lớn chính là gì? Cái giá giao ngay hay là giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm đáo hạn. Rồi, chúng ta có T là thời gian đáo hạn, bảo mà. Thì cái thời gian đáo hạn T sẽ được tính đơn vị là năm. Và ở đây thì thông thường nó sẽ tính bằng nguyên tắc là lấy số ngày cụ thể, số ngày thật á, và chia cho 365. Số ngày thật ở đây có nghĩa là gì? Là số ngày tính theo theo lịch luôn, cái vậy nha, tức là tháng đó có bao nhiêu ngày là tính đúng bấy nhiêu ngày luôn, thì đó chính là cái số ngày đến khi đáo hạn, tức là tính đúng chính xác luôn á, tức là tính số ngày thật luôn á, số ngày thật theo lịch luôn đó, vậy nha. Dĩ nhiên là trừ trường hợp là
Làm bài tập thì có thể đôi khi người ta sẽ quy ước không à, nhưng về mặt nguyên tắc là sẽ tính đúng số ngày luôn. Giả sử từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 31 tháng 8 là bao nhiêu ngày thì tính đúng bấy nhiêu ngày luôn. Cái gì nhé. Rồi. Tiếp theo là cái is là giá thực hiện. Is là giá thực hiện. R là lãi suất phi rủi ro. Dĩ nhiên thì chúng ta đã qua biết lãi suất phi rủi ro là gì rồi. Chúng ta có C, ký hiệu C là quyền chọn mua. Ký hiệu P là quyền chọn bán. Vậy nhiên thì cái phần trong ngoặc chính là những cái thành phần thôi. Tức là chúng ta đang có giá giao ngay S0 là bao nhiêu, có thời gian đáo hạn T là bao nhiêu, có giá thực hiện X là bao nhiêu. Như vậy C là quyền chọn mua, tức là chữ call thôi chị. P là quyền chọn bán, tức là chữ put của tiếng Anh đó. Rồi và ở đây thì chúng ta có thể phân biệt kiểu Mỹ và kiểu châu Âu thông qua cái chữ subscript A và E. Như vậy A tức là quyền chọn của Mỹ mà E tức là quyền chọn kiểu châu Âu, mà là thật ra chữ American với là European thôi. Rồi như vậy thì đó chính là một số những ký hiệu cơ bản không à, mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương này, và thậm chí là một số những ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng cho các cái nội dung khác nữa chứ không phải chỉ đơn thuần trong chương này. Rồi như vậy vì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái chuyện là tính cái R, hoặc là tính cái R là số phi rủi. Thật ra thì cái R là số phi rho này thì nếu như có sẵn rồi thì không nói làm gì ha, nhưng mà nếu chúng ta cần phải tìm thì chúng ta sẽ tìm như thế nào. Ở đây là cái minh họa trên thị trường Mỹ cái gì rồi như vậy thì nếu như chúng ta không có thông số về lãi suất phi rho, riêng lãi suất phi rho đây chính là cái lợi suất của trái phiếu chính phủ, tức là cái yield của trái phiếu chính phủ vậy nha. Thì cái này chúng ta thể học trong môn đường chính thì chúng ta cũng có thể là biết sơ qua rồi. Như vậy tính cái yield như thế nào rồi. Thì đây do là những cái công cụ sinh thường thường là nó ngắn hạn thôi. Tức là thông thường quyền chọn thì vài tháng thôi nhỉ. Ít khi nào chúng ta có cái quyền chọn nó quá dài. Thì ở đây chúng ta sẽ thường sử dụng cái lãi suất phi rho là cho những cái tín phiếu kho bạc. Và nếu như chúng ta không có thông tin về lãi suất phi rho thì như vậy chúng ta cần phải tính. Chúng ta sẽ tính cái lãi suất phi rho này thông qua cái ít giá của tín phiếu kho bạc. Rồi. Thì cách thức ít giá của tín phiếu kho bạc như sau. Rồi, như vậy vậy ha. Trên cái slide này thì nó không có phần đó nhưng mà nếu như ta đọc sách hoặc là ta coi cái slide tiếng Anh á thì nó sẽ có cái nội dung đó ha. Thì cái gì ta chú ý không ạ? Bởi vì sẽ trình bày như vậy bởi vì cái nội dung đó nó liên quan đến bài tập này. Đây thì đây chúng ta sẽ có đơn giản như sau: giả sử thời điểm hiện tại thời điểm không, thời điểm đáo hạn là thời điểm T gì đó, nha, thời điểm đáo hạn thời điểm T. Rồi thì đây đối với một cái tín phiếu kho bạc, đối với một tín phiếu kho bạc thì khi mà thị trường người ta ít giá một cái tín phiếu kho bạc, có thể người ta sẽ không ít giá theo cái kiểu là giá là một con số cụ thể, tức là không có ghi số tiền cụ thể, giả sử là bao nhiêu đô, bao nhiêu ngàn đó vân vân, tức là không có ghi là 900 bao nhiêu đô hoặc là 100 mấy chục đô ví dụ thế, mà là gì, người ta sẽ ít giá theo cái khái niệm là mức chiết khấu, khái niệm theo là mức chiết khấu. Vậy thì cái mức chiết khấu ở đây là gì, thì cái mức chiết khấu hay là gọi discount đó anh chị nha, discount rate đó gì, mức chiết khấu thì cái mức chiết khấu nó thể hiện là gì, nó thể hiện rằng là giá của tín phiếu kho bạc sẽ được tính ở một mức chiết khấu tức là giảm hơn đấy, thấp hơn đó. Bao nhiêu phần trăm so với mệnh giá của nó, tức là ở đây hàm ý là tín phiếu kho bạc hiện tại là các gì ta sẽ mua một mức giá thấp hơn, và cái mức thấp hơn là bao nhiêu là thể hiện cho cái mức chiết khấu. Và dĩ nhiên tới đáo hạn chúng ta sẽ nhận lại được mệnh giá. Như vậy thì nôm na đơn giản, nếu như bây giờ mệnh giá chúng ta là 100, giả sử mệnh giá là 100 thì vậy chúng ta sẽ nhận được 100 vào đáo hạn. Và hiện tại chúng ta sẽ mua nó với một mức giá thấp hơn 100, và cái chênh lệch thấp hơn này nó được xác định bằng cái mức chiết khấu, cái mức chiết khấu không à? Cái mức tỷ lệ chiết khấu hay chúng ta hay gọi lãi suất chiết khấu cũng được. Nhưng mà cái lãi suất chiết khấu này nó khác với cái kiểu lãi suất chiết khấu mà ta tính hiện giá như nha. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ có như sau, chúng ta sẽ có là giá này, giá hiện tại, giá hiện tại. Rồi giá hiện tại sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng là 100 này.
trừ cho nè, trừ cho cái mức chiết khấu, trừ cho cái mức chiết khấu. Cái mức chiết khấu này thì nó sẽ tính theo là tỷ lệ phần trăm, tức là nó giống như lãi suất vậy chị. Cho nên là cái mức chiết khấu này nó sẽ tính là một cái tỷ lệ phần trăm nào đó, và người ta sẽ luôn luôn quy ước là khi nói về cái kiểu lãi suất thì chúng ta sẽ là phần trăm theo năm, không ạ? Cho nên cái mức chiết khấu này là tính trong nguyên cả một năm nữa chị, tức là dành cho là 365 ngày. Như vậy nếu chúng ta chỉ có T ngày thôi thì chúng ta chỉ tính cái mức chiết khấu cho đúng T ngày thôi chị. Cho nên đây chúng ta sẽ bằng mức chiết khấu này nè, và làm cái gì, và nhân cho T, đây là thời gian số ngày nha, và chia cho cái tỷ lệ theo theo năm, không ạ? Thì đây người ta sẽ quy ước là cái tỷ lệ này là 360. Và như vậy đây là cái mức chiết khấu, và mức chiết khấu này thì nhiên chúng ta sẽ nhân cho 100 nữa, tức là nhân cho cái mệnh giá là 100 nữa nhỉ. Như vậy thật ra thì công thức tổng quát chúng ta là sẽ như vậy. Rồi, này chúng ta ghi tỷ lệ chiết khấu đi. Còn nếu như mức chiết khấu là số tiền à? Đấy. Đó. Thì đây là cái mức giá không à, của một cái tính kho bạc tính theo cái kiểu là tỷ lệ chiết khấu. Thì chúng ta chú ý như vậy, trong công thức này chúng ta có cái phần 60 đấy. Như vậy thì vì sao ở đây này là gì? Tính là cái tỷ lệ chiết khấu theo năm này và chia 360, tức là chúng ta sẽ tính là tỷ lệ chiết khấu hay là cái lãi suất chiết khấu cho một ngày. Rồi, và vì sao không chia 365? Thì như vậy thật ra cái này là do quy ước của thị trường thôi nhỉ. Quy ước thị trường thôi. Thật ra cái này liên quan tới về cái hệ thống ngân hàng đó nhỉ. Cái này là theo kiểu là gọi là chiết khấu ngân hàng, cái cách tiếp cận là chiết khấu ngân hàng. Thì đơn giản thôi, bởi vì là do thị trường thôi. Thị trường thì khi tính lãi suất ngân hàng thì cái này chúng ta đang ví dụ ở chứng khoán Mỹ ha, trái phiếu của Mỹ, cho nên là đây đối với thị trường Mỹ thì cái lãi suất cho một ngày sẽ bằng lãi suất năm và chia 360. Còn dĩ nhiên các thị trường khác nhau có thể khác nhau. Giả sử Việt Nam thì chúng ta sẽ là chia 365 đó chị nhé. Ở Việt Nam thì chúng ta có lãi suất một năm giả sử như là 7% đi, thì như vậy có nghĩa là lãi suất một ngày là chia cho 365. Thì trong cái này là tùy với thị trường cả nhé. Cho nên là nó chia 360, 365 này là tùy thị trường nha, không ạ? Rồi, vậy như vậy đây em ta sẽ tính được cái gọi là cái giá hiện tại, phải không ạ? Rồi, sau khi có giá hiện tại rồi chúng ta sẽ tính được tỷ suất sinh lợi. Bởi vì sao? Bởi vì tỷ suất sinh lợi chính là gì? Chính là mức sinh lợi trên số tiền bỏ ra ban đầu, mà số tiền bỏ ra ban đầu chính là mức giá hiện tại. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ra được cái tỷ suất sinh lợi, chúng ta sẽ tính được cái tỷ suất sinh lợi. Và nhiên tỷ suất sinh lợi này chính là gì? Chính là cái lãi suất phi rủi ro mà chúng ta muốn tính đó, được không? Cái R chúng ta muốn tính đó. Thế vậy chúng ta sẽ tính được tỷ sinh lợi là chính bằng cái gì? Hiện tại tôi bỏ ra một cái số tiền nào đó thì chính là cái giá hiện tại. Tới đáo hạn chúng ta sẽ nhận lại được cái mệnh giá. Thì như vậy ở đây đơn giản là gì? Chúng ta sẽ có tỷ suất sinh lợi chính nó bằng mệnh giá này chia cho giá, và mệnh giá và chia cho giá hiện tại, nhưng là tất cả trừ một, không ạ? Tính là cái tỷ suất sinh lợi cũng tính tỷ suất lợi bình thường thôi nhé. Và dĩ nhiên đây chính là tỷ suất sinh lợi cho bao nhiêu ngày, cho t ngày nha. Như vậy đây là tỷ suất sinh lợi cho cái thời gian là t ngày cái gì không ạ? Bởi vì đây chúng ta từ hiện tại cho tới t ngày sau. Như vậy thì công thức này sẽ cho chúng ta là cái tỷ suất sinh lợi cho t ngày, và dĩ nhiên chúng ta sẽ cần quy đổi thành là tỷ suất sinh lợi theo năm. Bởi vì là ở đây các cái công thức tính toán chúng ta sẽ cần phải tính toán là quy ước là mọi đơn vị lãi suất là theo năm hết, cho nên ta sẽ cần quy ước quy đổi thành theo năm. Mà khi quy đổi thành theo năm chúng ta cần phải sử dụng cái lãi suất hiệu lực. Chúng ta sẽ sử dụng cái công thức lãi suất hiệu lực EAR. Thì cái lãi suất hiệu lực là gì? Nếu như quên, chúng ta hãy xem lại môn đầu tư chính hay môn địa chính, chúng ta sẽ có thảo luận về cái lãi suất hiệu lực. Thật ra hình như là môn tài chính doanh nghiệp, môn tài chính doanh nghiệp ngay cái phần như chữ số 4, cái gì ta học thì chúng ta cũng có đề cập tới cái lãi suất hiệu lực rồi. Cho nên đây thì chúng ta không đề cập tới lãi suất hiệu lực là gì, cách tính nữa, mà đơn giản chúng ta vận dụng cho trường hợp này thôi.
Như vậy chúng ta sẽ cần quy đổi cái tỷ suất sinh lợi cho T ngày này sang cái lãi suất hiệu lực theo năm, hay là cái tỷ suất sinh lợi hiệu lực theo năm. Tuy nhiên công thức của chúng ta sẽ bằng cái gì? Chúng ta sẽ bằng là một cộng cho cái tỷ suất sinh lợi cộng cho cái lãi suất phi ro chúng ta tính đó. Cộng cho cái lãi suất phi ro gì? Cho T ngày đó. Nha, ghi cụ thể luôn. Rồi sau đó là gì? Chúng ta sẽ tính ER mà lãi suất hiệu lực, mà cho nên là chúng ta cần phải lũy thừa cho cái số kỳ, mà cái số kỳ tương ứng trong một năm thì số kỳ tương ứng trong một năm chính là 365 và chia cho T T ngày cái gì nha, và tất cả trừ một. Rồi tuy nhiên như thế là gì, chúng ta nhớ rằng là lãi suất phi ro thì bằng mệnh giá chia hiện giá trừ một. Bây giờ chúng ta lấy một cộng cho lãi suất phi ro thì dĩ nhiên nó chính là mệnh giá chia giá hiện tại, tức là chuyển số 1 qua phía trái này thì có phải là một cộng cho lãi suất phi ro T ngày không, thì bằng mệnh giá chia giá hiện tại, cho nên chúng ta mới có được công thức giống như hôm sau là gì. Lúc này chúng ta sẽ bằng là mệnh giá chia cho giá hiện tại của cái trái phiếu á, của trái phiếu các bạn á, và đây là lũy thừa 365 họ mà và chia cho T đó, sau đó tất cả trừ một. Thì đây chính là công thức trong sách của chúng ta. Đó, như vậy thì đó chính là cái cách thức để chúng ta tìm được cái lãi suất phi ro. Như vậy thì cái lãi suất phi rủi ro mà ta áp dụng trong mô hình chính là cái ER đó, tức là lãi suất phi ro mà chúng ta đã quy đổi thành theo năm nha. Rồi dĩ nhiên thì sau khi có ví dụ thì đơn giản cho số vậy thôi. Thì lưu ý là cái tỷ lệ chiết khấu này thì chúng ta sẽ tính theo là cái tỷ lệ chiết khấu trung bình. Tức là ở đây nếu chúng ta có là cái mức chiết khấu chào mua và mức chiết khấu chào bán, nó giống như kiểu là cổ phiếu thôi, chúng ta có giá chào mua, giá chào bán á, thì đối với mua bán cái tính phí kho bạc ở Mỹ thì người ta sẽ đưa ra cái tỷ lệ chiết khấu, tức là người ta chào tỷ lệ chiết khấu chứ người ta không chào giá. Như vậy là tôi chiết khấu cho anh 5% hay tôi chiết khấu cho anh 6%, ví dụ thế. Rồi thì như vậy ở đây chúng ta sẽ có là cái mức chiết khấu chào mua, mức chiết khấu chào bán, thì như vậy thì chúng ta sẽ tính trung bình. Trung bình là lấy hai cái cộng lại chia hai thôi. Rồi như vậy ta sẽ tính được cái lãi suất phi rò. Còn dĩ nhiên nếu như bây giờ chúng ta tính thẳng được luôn cái này rồi, tức là nếu chúng ta biết giá rồi, tức là nếu chúng ta biết giá rồi thì như chúng ta không cần cái bước này nữa. Tức là chúng ta không cần cái bước xác định giá nữa, tức là nếu chúng ta đã có thông tin giá trên thị trường rồi. Ví dụ như nha, tức là ví dụ nếu chúng ta đã có thông tin giá thị trường rồi thì dĩ nhiên chúng ta sẽ áp dụng luôn trực tiếp cái công thức cuối cùng ở mà công thức này để tính được cái lãi suất phi rò. Chúng ta chỉ tính theo trình tự này nếu như là gì, chúng ta chỉ biết được cái mức chiết khấu thôi, chứ chúng ta không biết được cái giá, thì dĩ nhiên lúc này chúng ta cần phải tính giá để chúng ta tính được cái lãi suất phi rò. Như vậy thì đó chính là cái việc đầu tiên chúng ta cần phải xử lý không mà trong cái việc là xem xét cái giá của quyền chọn nha anh chị nha. Rồi thì cái này tới phần bài tập, lát nữa chúng ta sẽ đề cập minh họa lại cái này cho chúng ta thấy sao, vì cái này nó cũng đơn giản ha, cái nội dung đó nó cũng đơn giản, nó không quá phức tạp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét đầu tiên các nguyên giá nguyên tắc của giá quyền chọn. Giá của quyền chọn thì đầu tiên ta xét quyền chọn mua trước cái gì, xét quyền chọn mua trước. Quyền chọn mua thì vì sao nó cũng đơn, dù sao nó cũng đơn giản ha, cho nên ta xét cái quyền chọn mua trước. Thì quyền chọn mua của chúng ta, ở ngoài quyền chọn mua của chúng ta thì dĩ nhiên nhắc lại cái định nghĩa quyền chọn mua vậy nha. Quyền chọn mua là quyền mua tài sản ở mức giá xác định trước vào một thời điểm trong tương lai. Như vậy thì đó là quyền chọn mua. Bây giờ việc đầu tiên chúng ta sẽ xem xét như vậy cái giá trị tối thiểu quyền chọn mua đó là bao nhiêu. Rồi thì ở đây nhìn trên cái slide chúng ta thấy là giá trị quyền chọn mua tối thiểu nó là không, và ở đây là cái này là dành cho tất cả quyền chọn luôn, tức là dành cho cả mua lẫn bán. Thực chất ra thì cái tối thiểu không này là dành cho cả mua và bán. Cũng như là kiểu Mỹ là kiểu châu Âu. Thì vì sao như vậy? Bởi vì đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta cũng không cần phải giải thích quá phức tạp và công thức, hay chúng ta thể lập luận đơn giản như vậy. Gì? Đây là một quyền chọn nhỉ? Tức là nếu chúng ta đang đứng góc độ là người mua quyền chọn, thì khi chúng ta mua quyền chọn á, chúng ta sẽ mua một cái quyền để làm cái gì đó.
dĩ nhiên để làm cái gì đó thì có thể là mua một thứ gì đó hoặc bán một thứ gì đó. À, như vậy đây chúng ta bỏ tiền ra để mua một cái quyền để làm một thứ gì đó. Cho nên đây là quyền cái gì? À, đây là quyền, cho nên là nếu có lợi thì chúng ta mới thực hiện cái quyền này. À, giống như lần trước có đề cập rồi, mà không có lợi chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện cái quyền này cái gì. À, cho nên rõ ràng là gì? À, chúng ta sẽ không có chuyện là bao giờ mà chúng ta phải bỏ thêm tiền hết. Tức là gì? Tức là khi mà chúng ta đã chi tiền ra để mua cái quyền chọn ra rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện là gì lỗ thêm là bất kỳ cái mức nào hết. Bởi vì sao gì? Bởi vì nếu như bây giờ chúng ta tính toán được là kết quả là bị lỗ thì nhiên chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện quyền chọn, phải không ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện quyền chọn. Chỉ chúng ta chỉ thực hiện khi chúng ta có lợi thôi. Cho nên rõ ràng là gì? Về mặt là kết quả của quyền chọn nó sẽ không bao giờ chỉ có giá trị âm hết nhỉ. Kết quả quyền chọn, thành quả quyền chọn sẽ không bao giờ có giá trị âm. Như vậy chúng ta sẽ không có phải là gì bỏ thêm tiền túi nữa ngoài cái giá của quyền chọn, phải không ạ? Cho nên chắc chắn một điều là gì? Cái giá quyền chọn nó sẽ không thể nào là một con số âm được. Bởi vì giá quyền chọn thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái lợi ích hay là cái thành quả mà quyền chọn đem lại. Và như chúng ta đề cập là gì? Cái thành quả quyền chọn nó luôn luôn lớn hơn bằng không cái gì. Cho nên chắc chắn một điều là gì? Nó không bao giờ thành quả quyền chọn không bao giờ âm hết. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện là có giá một quyền chọn nó là âm được. Thì vậy đó là cái giải thích cho cái vấn đề là vì sao giá quyền chọn nó giá trị tối thiểu của nó sẽ lớn hơn không, không mà tức là giá trị tối thiểu nó là số 0. Rồi. Thì đó là cái giải thích đầu tiên, không mà. Và lưu ý là cái tính chất này là dành cho tất cả quyền chọn nha, tức là cả mua lẫn bán, kiểu Mỹ lẫn kiểu châu Âu nha. Rồi. Bây giờ chúng ta xét cái giá trị tối thiểu trong trường hợp là quyền chọn mua kiểu Mỹ. Ở đây chúng ta đang xét quyền chọn mua, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua là quyền chọn mua kiểu Mỹ nha. Rồi. Như vậy đối với quyền chọn mua kiểu Mỹ thì nó sẽ như thế nào? Rồi, thì như vậy cái này. Ví dụ đi ha, cho nó dễ dễ nắm bắt vào mình. Rồi, thì bây giờ giả sử thời điểm hiện tại ha, đây là thời điểm đáo hạn, cũng hiện tại và đáo hạn ha. Đấy, hiện tại và đáo hạn. Đấy, hiện tại và đáo hạn ha. Có như vậy nè. Chúng ta xét một quyền chọn mua ha, xét quyền chọn mua. Rồi, xét quyền chọn mua này là gì? Đây là xét quyền chọn mua có giá thực hiện là bằng 100 đi, thể hiện là 100. Rồi, bây giờ chúng ta xét như sau nhé. Thời điểm T bất kỳ, đúng không ạ? Tức là tại thời điểm T bất kỳ trước thời gian đáo hạn, hoặc tức là thật ra thời điểm T bất kỳ từ lúc bắt đầu cho tới lúc đáo hạn đúng nhỉ? Tức là cái T này có thể bằng không, cái T nhỏ này có thể bằng không, hoặc là cái T nhỏ này có thể bằng T lớn nhỉ ha, hoặc là T nhỏ này lớn hơn không và nhỏ hơn T lớn ha. Rồi thì ở đây chúng ta thấy như sau nè, tại một thời điểm bất kỳ chúng ta đang xét một quyền chọn mua kiểu Mỹ, xin lỗi nha, thì ghi cụ thể là quyền chọn mua kiểu Mỹ ha. Rồi. Như vậy thì đây là quyền chọn mà chúng ta có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, cái gì? Bất kỳ lúc nào. Cái gì? Tức là thời điểm T lớn hơn bằng không và nhỏ hơn bằng T lớn là chúng ta thực hiện bất kỳ lúc nào. Còn đối với cái quyền chọn chiếu Âu là chúng ta chỉ thực hiện tại thời điểm T lớn thôi. Vậy nha. Rồi. Thì em ta thấy là gì? Nếu nha. Nếu tại T nhỏ ở mà giá nhau ngay. Ngay tức là ST nhỏ là gì, phải không ạ? Bằng với bây giờ giả sử bằng bằng bao nhiêu ha? Bằng 120 đi. Rồi, như vậy nếu giá giao ngay ST nhỏ là 120 và cái dịp ta đang nắm giữ quyền chọn mua kiểu Mỹ thì dĩ nhiên nếu cái dịp ta thực hiện quyền chọn. Giao ngay lại đây ha, và nếu thực hiện quyền chọn, phải không ạ? Tức là nếu thực hiện quyền chọn thì sao? Và nếu quyền chọn thì sẽ có thành quả bao nhiêu? Dĩ nhiên là 20. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được mua cổ phiếu với giá là 100, trong khi đó là thị trường bên ngoài đang có giá 120. Ở đây chúng ta bỏ qua vấn đề là thuế chi phí dịch này nọ.
Cho nên chắc chắn là tôi sẽ có thành quả là 20 rồi đó. Rồi, bây giờ nói ngược lại. Như vậy nếu thời điểm T, không mà giá giao ngay của nó chỉ là 90. Nếu giá ngay là 90 thì như vậy rõ ràng là gì? Các diệp ta sẽ không thực hiện quyền chọn nha. Không thực hiện quyền chọn, phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì là vì phải không ạ? Chúng ta sẽ không thực hiện quyền chọn, phải không ạ? Quyền chọn vì thành quả là bao nhiêu gì? Âm m. Chúng ta không thực hiện quyền chọn vì thành quả là âm m, phải không ạ? Và tức là gì? Là gì? Tức là cái quyền chọn phải không ạ? Tức là quyền chọn phải không ạ? Sẽ gì? Tức là thật ra tức là nói ha, tức là người mua đi ha, người mua quyền chọn phải không ạ? Sẽ không lời hoặc lỗ gì hết, không lời hoặc lỗ. Lưu ý cái giá trị lời hoặc lỗ này là chúng ta chưa xét tới cái phí quyền chọn gì nha, tức là chúng ta chỉ xét tới cái việc thực hiện thôi. Rồi như vậy em ta thấy rằng là gì, em thấy rõ ràng á là đây là hai tình huống ở mà đây là hai tình huống ha. Như vậy thì nếu như bây giờ chúng ta không được quyền chọn thì chúng ta sẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ là không, mà tức là lợi ích chúng ta sẽ là không. Nhưng mà trong trường hợp này nếu chúng ta thì quyền chọn thì chúng ta sẽ được lợi ích là 20. Như vậy rõ ràng là gì, nếu chúng ta gặp thời điểm T, nếu chúng ta gặp thời điểm điểm T là cái tình huống phía trên này, thì bây giờ một người nào đó mà yêu cầu là mua lại quyền chọn của các chị thì rõ ràng các chị ta sẽ chỉ đồng ý bán nó với giá thấp nhất là 20 thôi. Các chị ta không thể nào bán với giá thấp hơn là 20 được gì. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như bây giờ anh chị ta bán giá thấp hơn là 20, chắc chắn mọi người sẽ đổ xô mua quyền chọn gì. Bởi vì sao? Bởi vì giả sử người ta chỉ bỏ 10 thôi và cho người ta thực hiện quyền chọn này ngay lập tức, thì như các chị thì người ta sẽ nhận được 20. Rõ ràng là cái này quá hời rồi, đúng không ạ? Không có rủi ro gì hết các chị nha. Cho nên chắc chắn là gì, cái mức giá tối thiểu của quyền chọn trong cái tình huống này nó phải là 20. Còn trong cái tình huống phía dưới thì nhiên là nó sẽ là không, không mà tức là cái giá trị tối thiểu nó sẽ là không. Cho nên ở đây lúc này chúng ta sẽ có là gì, đối với quy nhập của Mỹ á, giá trị tối thiểu của nó là có hai tình huống. Thứ nhất trong trường hợp này là 20. 20 tính bằng cái gì? 20 được tính bằng lấy s này trừ x, s trừ x 20 với là chênh lệch của s trừ x. Còn dĩ nhiên tình huống này là gì, là không. Tình huống này là không, phải không ạ? Cái sở lợi là bằng không. Cho nên suy ra chúng ta sẽ có được là đối với quyền chọn mua của Mỹ thì giá trị tối thiểu của nó chính là không hoặc s trừ x. Và như chúng ta sẽ ký hiệu thành cái biểu thức tăng hàm là max không và s trừ x, tức là cái nào lớn hơn sẽ chọn cái đó. Như vậy nếu s trừ x mà âm, tức là trong tình huống là thứ hai là gì, s trừ x mà âm là thì nhiên chúng ta sẽ chọn chính là không, mà bởi vì chúng ta chọn là không thực hiện. Còn nếu như mà s lớn hơn x thì nhiên chúng ta sẽ nên thực hiện, bởi vì chúng ta sẽ có lợi. Cho nên lúc này chúng ta sẽ có là quyền chọn mua của Mỹ á, giá trị tối thiểu nó là max không và s trừ x. Rồi tiếp theo thì ở đây người ta sẽ khái niệm, người ta sẽ khái niệm cái biểu thức chúng ta mới vừa đề cập max không và s trừ x, chúng ta gọi nó là giá trị nội tại. Lưu ý cái giá trị nội tại này là chúng ta đang xét cho quyền chọn kiểu Mỹ, quyền chọn của Mỹ tức là cả mua lẫn bán như vậy. Như vậy khái niệm giá trị nội tại thì chúng ta sẽ gắn liền với cái quyền chọn kiểu Mỹ nha. Rồi như vậy thì giá trị nội tại đơn giản là gì, là giá trị hay nói khác là cái lợi ích mà chúng ta nhận được nếu chúng ta thực hiện quyền chọn ngay lập tức. Thì đó chính là cái gọi là giá trị nội tại. Bởi vì cái giá trị nội tại này nó chính là cái giá trị tối thiểu luôn, biết chưa? Bởi vì khi chúng ta thực hiện ngay lập tức thì chúng ta sẽ có hình thức một là không, hai là gì, chênh lệch của s trừ x. Và ở đây vậy mà chúng ta sẽ phát sinh thêm một khái niệm nữa là cái giá trị thời gian. Ở mà thì vì sao có giá trị thời gian, bởi vì đơn giản như vậy nè. Giá trị thời gian là cái giá trị của sự kỳ vọng biến động giá của tài sản cơ sở theo hướng có lợi trong tương lai. Như vậy thì đơn giản thôi nhỉ. Mặc dù là gì, giả sử trở lại ví dụ này đi, mặc dù là trong tình huống này thì rõ ràng là gì, cái giá trị nội tại nó bằng không vậy,
trong tình huống này là giá trị nội tại bằng không, bởi vì là chắc chắn là ông ta sẽ không thực hiện cái quyền chọn mà giá trị nội tại bằng không. Nhưng thực tế trên thị trường thời điểm T này, cái giá quyền chọn kiểu Mỹ này nè, quyền chọn mua của Mỹ này nè, nó vẫn là một con số nào đó lớn hơn không, chứ nó không bằng không. Thì vì sao như vậy? Vì đơn giản là gì? Bởi vì là chúng ta vẫn có thể hy vọng là gì, từ thời điểm T nhỏ cho tới thời điểm T lớn thì cái S của chúng ta nó không phải là 90 hoài, mà nó có thể là gì, nó tăng vượt hơn 100. Vậy nhiên khi nó tăng vượt hơn 100 thì lúc này chúng ta sẽ có cái thành quả là một con số dương. Cho nên lúc này chúng ta sẽ có cái khái niệm gọi là giá trị thời gian. Mà tự nhiên hiện giá trị thời gian là giá trị, chúng ta thể gọi theo kiểu đơn giản đấy ha, là giá trị của sự hy vọng được không ạ? Tức là gì, chúng ta sẽ hy vọng rằng là cái sự dao động của giá tài sản cơ sở nó sẽ có những cái dịch chuyển không ạ, theo hướng có lợi cho cái người nắm giữ quyền chọn trong tương lai. Và như vậy từ đây chúng ta sẽ có khái niệm giá trị thời gian. Và dĩ nhiên thông thường thông thường thời gian mà càng dài rõ ràng thì cái giá trị thời gian nó sẽ càng cao, bởi vì đơn giản thời gian càng dài thì cái xu hướng biến động giá cổ phiếu nó có thể là có khả năng đạt được cái sự mong muốn của chúng ta nhiều hơn. Giống như đơn giản thôi, giả sử giờ ông ta nói là gì, nếu giờ ông ta đang suy nghĩ là muốn giá 90 này tăng hơn 100 á, thì nếu như bây giờ thời gian còn lại hay tức là từ T nhỏ tới T lớn là thời gian còn lại giả sử là 10 ngày, rồi tình huống là thời gian còn lại là 100 ngày, thì rõ ràng là gì, cái thời gian còn lại là 100 ngày thì cái khả năng mà 90 nó tăng cao hơn 100 nó sẽ dễ hơn là cái thời gian 10 ngày. Còn giả sử bây giờ thời gian chỉ còn một ngày đi thì rõ ràng là gì, cái khả năng nó sẽ càng ít hơn nữa cái gì. Cho nên là đây chúng ta sẽ có được là cái thời gian mà càng dài thì có thể là cái giá trị quyền chọn nó sẽ càng cao hơn. Lưu ý chỉ nói là có thể thôi vậy nha, bởi vì nó cũng tùy thuộc một số tình huống nè. Rồi, và ở đây thì rõ ràng là gì, khi mà thời gian càng hẹp dần, tức là gì, khi mà cái T nhỏ này càng tiến dần về T lớn thì chắc chắn một điều là gì, giá trị thời gian nó sẽ không còn nữa gì. Giống như mới nãy nói vậy là gì, nếu như bây giờ chỉ còn một ngày thì rõ ràng là từ 90 mà tăng hơn 100 thì có thể nó sẽ hơi khó. Cho nên chúng ta mới có khái niệm là giá trị thời gian sẽ bị hao mòn hay là sẽ bị suy thoái, sẽ bị bào mòn. Tức là khi mà càng tiến về thời điểm đáo hạn thì giá trị thời gian nó sẽ càng bị suy giảm dần, nó sẽ bị bào mòn dần. Rồi, như vậy thì đó chính là cái khái niệm giá trị thời gian. Và từ khái niệm này thì chúng ta sẽ có được công thức là gì? Giá quyền chọn sẽ bằng giá trị nội tại cộng giá trị thời gian. Còn dĩ nhiên thì chúng ta hãy ghi là giá trị thời gian bằng giá quyền chọn trừ giá trị nội tại. Rồi, như vậy thì đó là cái khái niệm về giá trị nội tại và giá trị thời gian. Lưu ý khái niệm này thì chỉ dành cho kiểu Mỹ thôi các nhé, bởi vì đối với châu Âu thì cái công thức này không phải là giá trị nội tại. Với châu Âu thì chúng ta không có thực hiện ngay lập tức các nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem theo cái khái niệm là giá trị tối đa. Giá trị tối đa, giá trị tối đa thì dạng là cái giá trị có khả năng đạt được cao nhất, phải không ạ? Dĩ nhiên cái giá trị tối thiểu là cái giá trị có thể có nhỏ nhất, phải không ạ, của một quyền chọn ha. Chứ không phải là lúc nào cũng bắt buộc là nhỏ nhất là bằng không. Tức là có những lúc mà giá trị tối thiểu của nó là một con số nào đó không phải là không có gì, phải không ạ? Nhưng cái này là gì, không này có nghĩa là giá trị có thể có, phải không ạ, nhỏ nhất, phải không ạ, của một cái quyền nhập mua. Tương tự đây là giá trị tối đa có thể có, phải không ạ, của một quyền nhập mua. Thì đối với quyền nhập mua thì giá trị tối đa quyền nhập mua chính là giá cổ phiếu S0. Thì cái này được diễn tả đơn giản thôi nhé. Nếu bây giờ chúng ta có cổ phiếu đang có giá giao ngay là 100, nếu cổ phiếu đang có giá giao ngay là 100 thì sẽ không bao giờ có chuyện cái gì ta bỏ ra một số tiền nhiều hơn 100, giả sử là 110 đến gì, để cái gì ta mua một cái quyền mua cổ phiếu này với giá chỉ có 100. Chắc chắn sẽ không bao giờ chuyện đó gì, tức là không bao giờ chị ta bỏ ra 110 để có thể có cái quyền mua cổ phiếu giá chỉ có 100. Bởi vì nếu chúng ta có tình huống nó xảy ra thì chắc chắn mà nó sẽ bất hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì ta nếu có 110 rồi thì chúng ta chỉ việc lấy 100 mua cổ phiếu trực tiếp luôn, chứ chúng ta không cần mua cái quyền chọn mua làm cái gì hết. Đó thì đó chính là cái gọi là giá trị tối đa quyền chọn mua.
Rồi, thật ra thì chúng ta có thể nhìn vào cái giá trị nội tại này cũng được. À, giả sử bây giờ đi, giả sử bây giờ chúng ta bỏ qua giới thời gian đi, giả sử bỏ qua giới thời gian đi, tức là giả sử là xét tại thời điểm đáo hạn đi nhỉ. À, thì tại thời điểm đáo hạn, chúng ta sẽ có phần phía dưới này, không à? Thì tại thời điểm đáo hạn thì dĩ nhiên giá trị thời gian nó sẽ bằng không cái gì, bởi vì tại thời điểm đáo hạn thì đâu còn cái thời gian gì để nắm giữ đâu, đâu còn cái thời gian gì để hy vọng nữa vậy, không à? Cho nên tại thời điểm đáo hạn, giá trị của quyền chọn sẽ bằng với giá trị nội tại. À, tại nó hạn giá trị quyền chọn sẽ bằng với giá trị nội tại. Cái này xét cho cả mua lẫn bán, cả châu Âu lẫn Mỹ, cả châu Âu lẫn Mỹ và cả mua lẫn bán, phải không ạ? Rồi, và như vậy rõ ràng chúng ta nhìn vào cái giá trị đáo hạn là gì, phải không ạ? Thì vậy rõ ràng là gì? Cái giá trị quyền chọn đạt tối đa khi nào gì? Giá trị quyền chọn đạt tối đa khi mà cái x này nó tiến về xấp xỉ là không. Như vậy rõ ràng khi x tiến về xấp xỉ là không thì có phải là giá quyền chọn nó sẽ tiến về xấp xỉ là s không nhỉ? Thì là s không? Vậy nhiên chúng ta đang xét là tại nó hạn như vậy s không nó chính là st. À, như vậy rõ ràng chúng ta thấy đó chính là cái giá trị tối đa của cái quyền chọn. À. Rồi, thì vậy đó là một số những nguyên tắc ban đầu không mà của cái quyền chọn mô. Thì đây là cái hình minh họa cho cái giá của quyền quyền chọn. À. Cái giá trị của một quyền chọn phải không ơi? Tại thì đáo hạn. Tuy nhiên tại thì đáo hạn khi mà giá cổ phiếu càng cao thì rõ ràng là giá trị quyền chọn nó sẽ càng lớn, chắc chắn rồi nhỉ, bởi vì là chúng ta có là giá trị quyền chọn thì nó chính là S chữ X, max không và S chữ X. Như vậy thì đó là cái sơ lược đầu tiên. Về cái gọi là giới hạn, cái gì tối đa, giới gì tối thiểu ha, và cái giá trị tại thời điểm đáo hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét là cái tác động của thời gian đáo hạn quyền chọn, tức là chúng ta xét cái tác động của T, tác động của T. Rồi thì ở đây đơn giản thôi, tác động của T thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có là cái T ngắn hay là T dài, tức là thời gian đáo hạn ngắn hay thời gian đáo hạn dài. Rồi thì ở đây chúng ta phát biểu đơn giản như sau nhé. Cái này ra nhiệm ta không nhớ công thức đâu, nhiệm ta nhớ nhiều mấy cái này có CA rồi CA x S0 và T2 x gì đó mất công lắm. Chúng ta nhớ đơn giản như vậy. Ở đây chúng ta chỉ cái này, cái phát biểu này hay cái minh chứng này chỉ đúng ha, nó khác là chỉ chứng minh được cho cái quyền chọn kiểu Mỹ thôi. Rồi thì như vậy thời gian đáo hạn càng dài, giá trị quyền chọn mua kiểu Mỹ thường sẽ cao hơn. Đơn giản hơn, chúng ta nhớ đơn giản vậy, tức là thời gian đáo hạn càng dài thì giá trị quyền chọn mua kiểu Mỹ sẽ thường cao hơn. Đây, minh họa cực kỳ đơn giản như sau vậy. Đây. Giả sử chúng ta có hai cái thời gian đáo hạn. Đây là cái quyền chọn kiểu Mỹ thứ nhất, thời gian đáo hạn là nhiêu đây? Giả sử là 2 tháng gì đó. Rồi quyền chọn thứ hai, thời gian gấp đôi là nhiêu đây? Đó, giả sử như đây đây. Rồi. Thì về đơn giản thôi, hai quyền chọn này giống nhau y chang cái gì, tức là tài sản cơ sở là giống nhau, cùng một cổ phiếu, giá thực hiện cũng giống nhau cái gì, nó chỉ khác nhau thời gian bắt đầu cũng như nhau cái gì, nó chỉ khác nhau là cái thời gian đáo hạn thôi, một cái thời gian đáo hạn ngắn nè, một cái là thời gian đáo hạn dài nè. Rồi thì giờ chúng ta thấy nè, trong nguyên khoảng cái thời gian này cái gì, tức là trong nguyên cái khoảng thời gian hai kỳ đầu này cái gì, thì cái gì có thể nói rằng là gì, giá trị của hai quyền chọn này có thể là ngang với nhau, bởi vì là chúng ta nhớ rằng là quyền chọn mua kiểu Mỹ thì bằng là giá trị nội tại cộng giá trị thời gian. Thì nhiên chắc chắn một điều là giá trị nội tại của hai quyền chọn này sẽ là như nhau rồi nhỉ, không ạ? Cho nên chúng ta hãy chấp nhận là như vậy suy ra trong hai kỳ đầu này có thể là nó tương đương với nhau đi. Nhưng mà rõ ràng là gì, tới cuối kỳ thứ hai này, cuối kỳ thứ hai thì ra là cái quyền chọn thứ nhất là nó đáo hạn rồi, nó hết hạn rồi gì, nhưng trong khi đó cái quyền chọn thứ hai nó vẫn còn thời gian cái gì, mà cho nên rõ ràng là gì, quyền chọn thứ hai á thì ngoài cái giá trị cho hai cái khoảng thời gian đầu, tức là tương ứng với cái giá trị giống như cái quyền chọn thứ nhất, thì nó còn cộng thêm cái giá trị cho cái khoảng thời gian còn lại phía sau.
Rồi và dĩ nhiên chắc chắn là gì, khi nó có cộng thêm một khoản giá trị cho thời gian còn lại phía sau thì phải chắc chắn một điều là gì, là giá trị cuối cùng của nó, tức là xét nguyên từ đầu tới cuối này thì rõ ràng nó phải là gì, lớn hơn hoặc bằng. Dĩ nhiên chúng ta không bảo đảm là nó sẽ lớn hơn, nhưng ít nhất là gì, nó bằng hoặc là lớn hơn đúng không? Cái giá trị của cái quyền chọn có thời gian ngắn hơn nha. Rồi ít nhất là nó sẽ cộng theo khúc này, dĩ nhiên khúc này nó có thể bằng không hoặc là lớn hơn không, và cho nên chúng ta mới nói là cái giá trị của cái thời gian đáo hạn dài thì nó sẽ lớn hơn bằng cái quyền chọn có thời gian đáo hạn ngắn hơn nha. Đó không, mà chúng ta minh họa rất là đơn giản không ha? Chúng ta cũng có thể nắm được không. Rồi thì đó chính là cái khái niệm. Dĩ nhiên thì như là trong sách cũng có minh họa chúng ta cái bảng không à, để chứng minh cái đó. Thì nói chung có gì ta hãy xem cái minh họa trong trong cái bản trong sách cũng được ha. Thì cũng đơn giản thôi, tức là nó đi thiết lập các cái danh mục và nó xem xét xem là thành quả danh mục nào cao hơn thì dĩ nhiên phải không, mà giá trị của nó sẽ thường phải cao hơn. Còn nếu như thành quả giống nhau thì nhiên giá trị của hai danh mục nó phải tương đương với nhau. Bởi vì cái này nó theo cái nguyên tắc mà chúng ta nhớ lại là cái nguyên tắc kinh doanh chênh lệch và luật một giá mà chúng ta đề cập ở chương 1 á. Cái luật một giá và kinh doanh chênh lệch ở chương 1 nói rằng là gì? Giá trị của tài sản không mà sẽ tương ứng với cái thành quả không mà, hay là cái kỳ vọng dự kiến đối với cái tài sản đó. Như vậy thì rõ ràng nếu như cái thành quả kỳ vọng là giống nhau thì nhiên giá trị tài sản phải ngang nhau. Nếu như bây giờ thành quả mà lớn hơn hoặc bằng thì nhiên giá trị nó cũng phải lớn hơn bằng. Thành quả mà gấp đôi thì nhiên cái giá nó cũng phải gấp đôi. Giống như cái ví dụ về tài sản A1, A2 ở chương 1 chúng ta có đề cập đó. Đó. Thì đó là do vì sao trong những chương này người ta đưa ra những cái ví dụ và những cái sách thêm á, thì chúng ta thấy rằng là xét cái thành quả thôi, thành quả cuối cùng của hai danh mục này mà bằng nhau thì nhiên là giá trị ban đầu của hai danh mục phải ngang nhau, còn nếu như cái nào lớn hơn thì nhiên cái giá trị thường nó sẽ phải lớn hơn ha. Rồi thì đó chính là cái phát biểu về cái tác động thời gian đáo hạn. Rồi còn khái niệm bào mòn với thời gian thì mới nãy có đề cập cái gì rồi ha. Còn cái tình huống DITM và DOTM thì DITM là gì? Là deep, chữ D này chữ deep, cái gì hả? Deep tức là sâu á. Deep ITM và deep OTM tức là cực kỳ cao giá không à, và cực kỳ kiệt giá không à, là chìm sâu vào kiệt giá không à. Rồi thì những tình huống này thì có thể là lúc này cái giá trị thời gian nó sẽ không còn quan trọng nữa vậy vì sao? Vì sao như vậy? Bởi vì đơn giản như vậy. Giả sử bây giờ chúng ta có là gì? Giá hiện tại của cổ phiếu. Ta chắc. Giờ chúng ta xét xét quyền nhập mua nhỉ, xét quyền nhập mua nhé. Giá cổ phiếu là 500, bây giờ x bằng giả sử bây giờ cho x là 100 đi. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai tình huống là S0 S0 thứ nhất là 10.000 nhé. Rồi tình huống này chúng ta sẽ nói là gì? Tiếp ITM à, tức là cực kỳ cao giá vậy phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là quyền nhập mua lúc này phải không ạ? Các anh chị ta phải không ạ? Có được một khoản thành quả rất cực lớn, 9.900. Và rõ ràng là gì? Trong tình huống này phải không ạ? Rất khó có khả năng là giá cổ phiếu nó xuống thấp hơn 100. Tức là rất khó khả năng và mà rất khó có khả năng giá cổ phiếu xuống thấp hơn 100. Cho nên lúc này là gì? Về mặt ý nghĩa thì giá trị thời gian nó sẽ gần như là không còn nữa vậy mà. Giá trị thời gian nó không còn nữa, bởi vì là gì? Giá trị thời gian nó không còn đóng vai trò gì không mà, tức là nó không còn đóng vai trò quan trọng trong cái việc xác định giá của quyền chọn mua nữa. Mà lúc này giá quyền chọn mua đa phần chủ yếu là giá trị tồn tại mà thôi. Thì đây là chính là đi deep item là gì, và như ngược lại cái gì có thể là xét một cái tình huống là ngược lại không ạ, minh họa ngược lại thôi. Như vậy nếu tình huống còn lại là gì, bây giờ giả sử S0 nó bằng chỉ có nhiêu đây thôi, 0.1 thôi. Như vậy đó là lúc này là gì, là deep OTM đó không ạ, tức là chìm sâu và kiệt giá đó nha, hoặc là cực kỳ kiệt giá đó, thì chắc chắn tình huống này là gì, bây giờ cho dù là thời gian đáo hạn có dài
một chút đi, hoặc là giả sử mấy tháng đi, hoặc là cả một năm đi, thì vậy cũng sẽ rất là khó, mà cũng rất là khó, hoặc là để là gì, để cái giá cổ phiếu lúc này nó tăng vượt hơn 100, bởi vì lúc này thì chúng ta nói là gì, giá của quyền chọn thì chủ yếu là do cái giá trị nội tại thôi, bởi vì giá trị nội tại của mình là không, tức là hôm nay xem như là quyền chọn có giá trị xấp xỉ là không, tức là nó sẽ rất là nhỏ, không phải, có thể không phải không mấy đô thôi, không phải không không mấy đô thì có thể. Rồi, cái đó chính là một số những cái tình huống mà ta có thể gặp phải, tức là không phải lúc nào là cái giá, cái giá trị thời gian nó cũng có tồn tại đâu, mà có những cái tình huống như vậy nè, thì lúc này giá trị thời gian xem như là không còn đóng vai trò gì trong cái công thức giá trị quyền chọn đó. Như vậy thì đó là tác động của thời gian đáo hạn. Tiếp theo là chúng ta xem xét là tác động của giá thực hiện. Thật ra thì những cái gì chúng ta đang đề cập ở đây là chúng ta xét cái phần là STX là gì? STX này, đó. Tức là ở đây là khi mà T khác nhau thì tác động thế nào tới cái giá quyền chọn, thì X khác nhau thì tác động thế nào giá quyền chọn. Rồi thì phát biểu này đơn giản như sau nhé. Trước khi đề cập phát biểu này thì giờ nói đơn giản như vậy. Chúng ta đang xét là quyền chọn mua. Mà quyền chọn mua tức là quyền mua một cái tài sản ở một mức giá xác định trước. Bây giờ đứng góc độ người mua, cho dù là mua cái gì đi nữa, mua ở hiện tại ngay lập tức hay là mua trong tương lai đi nữa, cái tôi luôn thích là gì, mua với giá thấp. Bởi vì đơn giản khi chúng ta mua đồ, chúng ta luôn thích là mua giá thấp, và như ngược lại nếu chúng ta mà bán thứ gì đó thì chúng ta luôn thích bán với giá cao. Rồi, và ở đây dĩ nhiên cái giá thực hiện chính là cái giá mà cái gì ta sẽ được quyền mua. Cho nên chắc chắn một điều là gì, nếu giá này mà thấp thì chắc chắn gì ta sẽ luôn thích. Và dĩ nhiên ngoài cái chuyện thích ra thì gì ta sẽ càng được lợi hơn cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì giả sử đi, nếu như xét tình huống này, xét tình huống như này cái gì, nếu như bây giờ giá thực hiện là 100, mà bây giờ chúng ta xét tình huống hai là giá thực hiện bây giờ chỉ có 50 cái gì, nhưng mà ra nếu giá thực hiện chỉ có 50 thì hai tình huống này các dịp ta vẫn có thành quả dương, vẫn có lợi. Nhưng nếu như giá thực hiện 100 thì ra là tình huống thứ nhất mới có lợi, tình huống thứ hai là không có lợi. Cho nên rõ ràng là gì, xét về mặt là sự ưa thích đi, bình thường, sự ưa thích bình thường đi ha, thì ra cái gì ta sẽ thích cái quyền chọn mua có giá thực hiện thấp. Còn xét về lợi ích, tự nhiên quyền chọn mua giá thực hiện thấp cũng sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. Cho nên chắc chắn một điều là gì, giá trị của quyền chọn mua có giá thực hiện thấp chắc chắn nó thường cao hơn so với cái quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn. Rồi như vậy thì đó chính là cái lý do vì sao chúng ta có cái phát biểu này. Tức là với cái quyền chọn có giá thực hiện thấp hơn, x1 thấp hơn cái gì, x1 thấp hơn x2, như vậy quyền chọn mua có giá thực hiện thấp hơn thì thường sẽ có giá trị cao hơn. Ở đây chúng ta chỉ nói thường thôi, bởi vì chúng ta sẽ không chắc chắn được 100%. Chẳng hạn như có những tình huống thì có thể là nó sẽ ngang bằng. Rồi, như vậy thì đó chính là cái phát biểu này, cái gì không mà tác động của giá thực hiện, không mà tức là với giá thực hiện mà thấp hơn thì quyền chọn mua sẽ thường có giá trị cao hơn. Và cái này thì người ta cũng đưa ra cái minh họa minh chứng, đó chính là cái bảng 3.3 này thì quý vị hãy xem thêm cái nội dung đó trong sách. Rồi, và từ kết quả này thì chúng ta sẽ có được hai cái biểu thức bên dưới này, tức là gì, tức là chênh lệch giá quyền chọn trong trường hợp là giá thực hiện khác nhau. Lưu ý nha, chênh lệch giá quyền chọn trong tình huống là giá thực hiện khác nhau á, thì đối với quyền chọn kiểu châu Âu, cái chênh lệch này không vượt quá hiện giá, không vượt quá tức là nhỏ hơn bằng cái gì em, mọi người không vượt quá cái gì, hiện giá của giá thực hiện. Bảng 3.3 minh họa điều này. Còn đối với nhà của Mỹ thì lúc này là gì, không phải là chênh lệch của hiện giá thực hiện nữa, mà chính là chênh lệch của giá thực hiện. Tức là nếu chúng ta xét hai quyền chọn của Mỹ giống nhau với giá thực hiện khác nhau thôi, tức là chỉ có giá thực hiện khác nhau thôi, thì chênh lệch giữa hai cái giá quyền chọn này nó sẽ không vượt quá, nó sẽ không, về mặt nguyên tắc nó sẽ không vượt quá chênh lệch của hai mức giá thực hiện. Nếu như có sự vi phạm
À, có sự vi phạm tức là gì? Tức là cái chênh lệch giá quyền chọn này nó là lớn hơn đi, lớn hơn chênh lệch giá thực hiện đi, hoặc là trên này là chênh lệch giá quyền chọn nó sẽ lớn hơn cái chênh lệch của hiện giá thực hiện đi, thì cái gì ta sẽ xuất hiện kinh doanh chênh lệch. Bảo mà tự nhiên cái kinh doanh chênh lệch này thì vẫn đảm bảo nguyên tắc là mua thấp bán cao, cái nào thấp thì mua, cái nào cao thì bán nha. À, thì cái này thì tới phần bài tập, ví dụ minh họa thì sẽ có những cái minh họa cho anh chị ha. À, thật ra thì nguyên tắc đơn giản thôi, bởi vì là gì, dựa theo cái bảng 3.3 thì cái phần bên trái này nó phải lớn hơn bằng cái phần bên phải. À, tức là dựa theo bảng 3.3 nè, nó sẽ minh họa cái điều đó chị, phải không ạ? Và dĩ nhiên nếu như cái sự cái bất phương trình này mà vi phạm một bất phương trình này vi phạm thì dĩ nhiên cái gì ta sẽ có thể lợi dụng được cái kinh doanh chênh lệch, không ạ? Bởi vì giả sử là gì, phần này phải lớn hơn hoặc bằng phần này, nhưng trên thực tế, giả sử trên thực tế là gì, cái phần phía trên này nó lớn lớn hơn phần phía dưới vậy, thì rõ ràng lúc này cái gì ta sẽ là gì, bán phần phía trên mua phần phía dưới. Bởi vì sao? Bởi vì thành quả đạt được của phần phía dưới luôn luôn lớn hơn hoặc bằng thành quả đạt được phần phía trên, cho nên khi chúng ta bán phần phía trên mua phần phía dưới thì rõ ràng là gì, cái gì ta đã bảo đảm được cho cái gì, cái việc chúng ta bán khống cái phần phía trên vậy. À, bởi vì khi chúng ta bán khống phần phía trên thì chúng ta sẽ trả lại tương ứng cho cái phần phía trên, mà rõ ràng là gì, khi chúng ta mua phần phía dưới thì cái phần phía dưới này đã đảm bảo là gì, chắc chắn sẽ trả được cho phần phía trên, bởi vì chúng ta nói là gì, kết quả đạt được của cái danh mục B nè, cái phần phía dưới này nè luôn luôn lớn hơn bằng kết quả đạt được của phần A phía trên. À, cho nên rõ ràng là khi chúng ta bán khống A và mua B thì rằng là kết quả mà B đạt được á khi đáo hạn á sẽ luôn bảo đảm cho cái chi trả cho cái phần bán khống A. Nhưng mà rõ ràng là gì, hai cái phần này có chênh lệch với nhau. À, hiện tại chúng ta bán khống phần này thu được nhiều hơn cái phần tôi bỏ ra để đầu tư vào B. À, cho nên tôi sẽ được hưởng được cái phần chênh lệch. À, thì đó chính là kinh doanh chênh lệch, phải không ạ? Và dĩ nhiên những cái áp lực của kinh doanh chênh lệch nó sẽ làm cho cái bất đẳng thức này phải trở về đúng nguyên tắc mà chúng ta đang xem. À, đó thì đó chính là cái nguyên tắc về chênh lệch của giá thực hiện. Rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số những cái nội dung liên quan tới quyền chọn trong trường hợp mà tài sản cơ sở có phát sinh dòng tiền. Tài sản cơ sở có phát sinh dòng tiền thì chủ yếu đây chính là cổ tức anh chị. Như vậy khi mà tài sản cơ sở có chi trả cổ tức, tức là cổ phiếu mà trả cổ tức á, trong cái thời trong cái giai đoạn mà ông ta nắm giữ quyền chọn chẳng hạn, thì lúc này những cái phần ai xin lỗi quên trước khi trình bày cái này thì chúng ta sẽ xem xét cái khái niệm giới hạn dưới quyền chọn đã vậy nha. Chúng ta sẽ có giới hạn dưới quyền chọn. Giới hạn dưới quyền chọn thì sẽ được minh chứng bằng cái bảng 3.5 vậy nha. Rồi thì giới hạn dưới quyền chọn như sau: một quyền chọn mua kiểu châu Âu, quyền chọn mua kiểu châu Âu sẽ có giới hạn dưới chính là bằng max 0 s trừ cho hiện giá của x. S trừ hiện giá của x, đó mà. Thì công thức này chúng ta nhìn thấy là nó gần giống như công thức giá trị nội tại, đúng không? Giá trị nội tại thì chúng ta sẽ lấy S trừ x, tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ trừ cho hiện giá của x. Nhắc lại cái minh chứng này thì chúng ta xét cái bảng 3.5 phía dưới. Tức là đơn giản là gì? Đơn giản rằng là người ta chứng minh cho thấy rằng là khi tôi mua quyền chọn mua thì thành quả đạt được của tôi luôn luôn lớn hơn hoặc bằng thành quả của cái danh mục này, cái danh mục mua cổ phiếu và đi vay một số tiền là hiện giá của x. Cho nên giá trị của quyền chọn mua phải lớn hơn hoặc bằng ở mà giá trị của cái danh mục và mà của cái danh mục này. Đó thì đó chính là cái minh họa của bảng 3.5. Rồi thì vậy đây giới hạn giới, và ở đây trong tình huống mà cổ phiếu trả cổ tức, trong tình huống cổ phiếu trả cổ tức thì chúng ta nhớ lại rằng trong môn tài chính nghiệp chúng ta học là tài chính nghiệp thì chúng ta biết được là khi mà cổ phiếu trả cổ tức thì giá cổ phiếu nó sẽ sụt giảm bằng mức cổ tức chi trả. Chúng ta nhớ lại cái đó không? Tức là trong trường hợp là gì, không xét những cái biến động khác, tức là không xét các biến động khác không? Thì nếu công ty trả cổ tức thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống đúng bằng mức cổ tức chi trả trong ngày không có cổ tức. Trong tài chính nghiệp ta học ở đó rồi, cái này nhắc lại thôi.
Và ở đây thì nếu tình huống nó xảy ra thì rõ ràng là gì? Những cái giá trị quyền chọn của chúng ta nó sẽ cần phải điều chỉnh để phản ánh bất kỳ cái sự thay đổi này. Rồi, bây giờ lúc này nó sẽ phản ánh bằng cách gì? Nó sẽ phản ánh là cái lúc này cái giá quyền chọn hay là giá trị quyền chọn nó sẽ cần phải sụt giảm, phải không ạ? Để thể hiện, để phản ánh cái hiện giá của cổ tức, phải không ạ? Đây. Bởi vì như vậy nhé, bởi vì giờ nó đơn giản thôi. Giả sử bây giờ chúng ta có giá thực hiện là 100 đi. Giả sử bên này ha. Bây giờ ví dụ minh họa là giả sử bây giờ giá thực hiện là 100. Chúng ta có giá hiện tại của cổ phiếu, tức là S0 đi ha, giá hiện tại cổ phiếu là 120. Đó vậy. Rồi bây giờ giả sử là cổ phiếu này có chi cổ tức là 5 đi. Như vậy sau khi chi cổ tức, sau khi cổ tức thì chúng ta sẽ có cái giá điều chỉnh là S0 phẩy. Đó. S0 phẩy như lúc này sẽ là 115. Rồi. Như vậy rõ ràng là gì? Trong tình huống này thì chắc chắn là cái giá quyền chọn trước khi chia cổ tức tự nhiên nó sẽ ít nhất là bằng là 120 trừ 100. Giả sử về xét cho Mỹ đi nhé, giá trị nội tại đi, là 120 trừ 100. Nhưng mà sau khi chia cổ tức thì nó chỉ còn là 115 trừ 100 thôi. Và dĩ nhiên nó sẽ phản ánh là gì? Giảm đi cái mức cổ tức chi trả. Đó. Thì như vậy đó chính là do vì sao đây cái công thức giới hạn dưới của quyền chọn mua hay những công thức có liên quan ở phía sau á hoặc là trong cái chương số 4 là cái chương định giá quyền chọn á thì nếu cổ phiếu chào cổ tức chúng ta cần phải điều chỉnh cái S0 trong các công thức tính toán chúng ta bằng cách là gì? Trừ cho hiện giá của cổ tức. Là trừ cho hiện giá của cổ tức, tức là nếu như cổ tức trả trong tương lai thì chúng ta phải trừ cho cái hiện giá của cổ tức đó. Rồi, vậy thì đó là lưu ý về cái chuyện là cổ phiếu có cổ tức. Ngoài ra thì chúng ta có vấn đề là quyền chọn đối với ngoại tệ thì cái này anh chị ta xem trên trong sách. Đối với quyền chọn ngoại tệ thì bây giờ chúng ta sẽ có là lãi suất trong nước, lãi suất nước ngoài, phải không ạ? R, lãi suất phi ro, lãi suất nội tệ trong nước. Còn ngoại tệ thì chúng ta sẽ có một cái lãi suất ngoại tệ là chữ rho. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái S0 bằng cách là nhân tính hiện giá không à, theo cái lãi suất nước ngoài. Bởi vì đơn giản S0 chúng ta chính là cái tỷ giá. S0 chỉ là tỷ giá. Bởi vì đây chúng ta xét quyền chọn đối với tỷ giá thì nhân cái S0 hàm ý chính là cái tỷ giá. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là gì? Cái dòng này chúng ta bỏ đi nha, cái dòng này không liên quan gì hết nha. Cái dòng này không liên quan, cái dòng này liên quan tới thời gian đáo hạn á, mới nãy chúng ta nói rồi ha, tức là thời gian đáo hạn càng dài thì giá quyền chọn mua sẽ thường cao hơn. Cái này thì chúng ta đề cập cái này rồi cho nên là cái dòng này là bỏ đi ha, nó bị dư đó, chắc là copy qua nó bị dư đó. Cái này là chúng ta xét phần trên đó. Bây giờ chúng ta xét cái phần kiểu Mỹ và kiểu châu Âu. Ở đây thì khi chúng ta nhìn nhận kiểu Mỹ với châu Âu thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Kiểu Mỹ thì cái phạm vi thực hiện quyền nó sẽ nhiều hơn. Bởi vì kiểu Mỹ là gì? Chúng ta được thực hiện bất kỳ lúc nào tới lúc đáo hạn. Trong khi đó kiểu châu Âu là chỉ thực hiện tại điểm đáo hạn thôi. Cho nên rõ ràng là gì? Chúng ta sẽ có nguyên tắc là giá quyền chọn kiểu Mỹ sẽ lớn hơn bằng giá quyền chọn kiểu châu Âu. Tức là hôm nay chúng ta sẽ có CA lớn hơn bằng CE. Và dĩ nhiên cái nguyên tắc này cũng áp dụng cả cho quyền chọn bán ấy. Tức là thật ra chúng ta xét chung đi, không cần xa C hay là P nữa, tức là không xét là mua hay bán nữa, mà chúng ta chỉ nói phát biểu chung là gì? Quyền chọn kiểu Mỹ nói chung, tức là bao gồm cả mua lẫn bán ấy, sẽ phải giá của nó sẽ lớn hơn bằng giá của quyền chọn kiểu chọn, không à, bởi vì đơn giản thôi, cái gọi là cái phạm vi quyền nó sẽ lớn hơn, không à, ít nhất nó sẽ lớn hơn bằng. Cho nên chắc chắn một điều là giá trị quyền chọn nó cũng sẽ lớn hơn bạn. Rồi. Còn dĩ nhiên vì sao nó bằng gì? Chắc chắn nó sẽ bằng, nó bằng tại thời điểm nào gì? Nó bằng tại thời điểm đáo hạn. Chúng ta nhớ lại là gì? Tại thời điểm đáo hạn.
giá trị quyền chọn bằng với giá trị nội tại. Cho nên là tại thì nó hạn mua quyền chọn kiểu châu Âu hay là quyền chọn kiểu Mỹ gì thì nó đều là như nhau hết. Cho nên chúng ta sẽ có được, dĩ nhiên tại thời điểm đó thì cái kiểu Mỹ nó sẽ bằng kiểu châu Âu không mà. Cho nên là chúng ta mới có là giá trị của nó là lớn hơn bằng kiểu Mỹ nó sẽ lớn hơn bằng kiểu châu Âu không? Rồi, như vậy đó là cái kiểu Mỹ và kiểu châu Âu. Bây giờ chúng ta sẽ xét kiểu Mỹ, chúng ta sẽ xét vấn đề là quyền chọn mua kiểu Mỹ trong tình huống là cổ phiếu chạy cổ tức thì như thế nào. Đối với kiểu châu Âu á, thì khi cổ phiếu chạy cổ tức chúng ta sẽ điều chỉnh cái S0 hoặc thành S0 phẩy bằng cách là lấy S0 trừ hiện giá cổ tức như vừa nãy chúng ta đề cập. Đối với kiểu Mỹ thì như thế nào? Đối với kiểu Mỹ thì nếu cổ phiếu chạy cổ tức thì vấn đề nó sẽ như thế nào? Rồi trở lại vấn đề này cái gì? Bây giờ chúng ta xét cái tình huống này. Như vậy giả sử bây giờ chúng ta có đang có là giá thực hiện là 100, giá thực hiện là 100. Rồi chúng ta có là gì? Giá trước khi chia cổ tức, giá trước khi chia cổ tức là 120, cổ tức được chia là 5. Như vậy sau khi chia cổ tức thì giá cổ phiếu sẽ là 115. Rồi như vậy nếu chúng ta là quyền chọn kiểu Mỹ, cái gì, nếu chúng ta là quyền chọn kiểu Mỹ thì rõ ràng á chúng ta sẽ nên thực hiện quyền chọn trước khi chia cổ tức hay sau khi chia cổ tức cái gì? Dĩ nhiên rõ ràng chúng ta sẽ nên thực hiện nó trước khi chia cổ tức, bởi vì nếu thực hiện trước khi chia cổ tức chúng ta sẽ có thành quả là 20, nhưng nếu chúng ta thực hiện sau khi chia cổ tức thành quả lúc này chúng ta chỉ còn là 15 thôi nhỉ. Và nếu như bây giờ cổ phiếu mà liên tục chia cổ tức, cổ phiếu mà liên tục chia cổ tức thì rõ ràng là gì, cái S0 này nó sẽ càng liên tục nó sẽ giảm xuống, và nhiên có thể nó sẽ có tình huống là giảm xuống thấp hơn 100. Và như vậy rõ ràng lúc này là gì, nếu tôi nắm giữ quyền chọn mua tôi không thích điều này, tôi không thích điều này. Cho nên ở đây người ta mới nói là gì, khi mà cổ phiếu trả cổ tức á thì quyền chọn mua kiểu Mỹ thường sẽ có khả năng thực hiện sớm. Thực hiện sớm tức là gì? Thực hiện sớm tức là thực hiện trước thời điểm đáo hạn đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rõ ràng nếu bây giờ tôi cứ nắm giữ cổ phiếu mà bây giờ cổ phiếu cứ chia cổ tức hoài thì rõ ràng là, xin lỗi, nếu như tôi cứ tiếp tục nắm giữ quyền chọn mua ha, thì bây giờ cổ phiếu nó như chia cổ tức hoài thì rõ ràng là cái S0 này nó sẽ càng giảm dần giảm dần. Như vậy rõ ràng là tôi sẽ càng bị thiệt cái gì. Cho nên lúc này tôi sẽ thường ha, tôi sẽ thường có khuynh hướng là gì? Thực hiện sớm chứ tôi không tiếp tục nắm giữ cái quyền chọn mua nữa. Cho nên đó là lý do vì sao ở đây chúng ta sẽ có khái niệm là gì? Đâu rồi? Khái niệm là gì? Đối với quyền chọn mua kiểu Mỹ á, của cổ phiếu mà có chạy cổ tức á, thì nó sẽ thường có thể được thực hiện sớm. Và chúng ta sẽ thực hiện phải không ạ? Gần với ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Như chúng ta thấy là gì? Tại ngày không hưởng cổ tức giá phiếu nó sẽ giảm, cho nên thường thường là chúng ta sẽ thực hiện sớm vào cái thời điểm là gì, trước ngày không có cổ tức, chúng ta Việt Nam gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền đó cái gì. Rồi như vậy thì đó là cái tác động của cái gọi là giá trị thực hiện mà và cái gọi là cổ tức không à, có chạy cổ tức hay không. Rồi tiếp theo chúng ta xem xét là tác động của lãi suất và tác động của biến động giá cổ phiếu đến giá quyền chọn mua. Như vậy tiếp theo chúng ta xem xét là như vậy thì liệu rằng bây giờ khi mà R đó, cái lãi suất phi rủi ro, R đó, tức là lãi suất chung thị trường đó, và ở đây thì chúng ta thể hiện nó thông qua cái lãi suất phi rủi ro đó. Như vậy nếu như bây giờ khi lãi suất thị trường hay lãi suất phi rủi ro mà biến động, tức là tăng lên hay giảm xuống á, thì điều gì xảy ra cho giá quyền chọn mua? Rồi thì trong sách người ta cũng có giải thích cái phần đề này, cái gì hãy đọc thêm, tức là giải thích liên quan tới chuyện là cái khi chúng ta xét quyền nhập mua, nhập mua phải không ạ, thì hàm ý nôm na giống như là bây giờ chúng ta thực hiện vấn đề là đi vay không ạ, tức là thay vì chúng ta vay tiền không ạ, thì bây giờ chúng ta thể mua quyền nhập mua, và như vậy khi lãi suất càng cao thì chúng ta sẽ càng có lợi, thì đó là một kiểu giải thích phải mà trong sách người ta có đề cập. Bây giờ thì một cái giải thích khác, dựa vào công thức đi cho chúng ta dễ thấy. Bây giờ chúng ta nhìn vào công thức giới hạn dưới của quyền chọn. Giới hạn dưới quyền chọn chính là gì? Cái giá trị nhỏ nhất tại một thời điểm nào đó của quyền chọn. Tức là khi chúng ta xét tại một thời điểm cụ thể đó thì
giá trị giới hạn giới, giá trị nhỏ nhất nó sẽ bằng bao nhiêu đó, thì đó chính là giới hạn giới. Lưu ý nha, cái chúng ta đang hỏi này không phải là quyền chọn nha, nhắc lại. Chúng ta đang xét là quyền chọn chứ không phải là cái right. Cái right là cái khác nha, cái đó là chứng quyền mua cổ phiếu là khác nha. Cái mà bạn chúng ta hỏi, cái mà chúng ta bạn đang hỏi là cái đó là chứng quyền nha, cái đó là right. Cái đó là cái right, không à, cái tiếng Anh là chữ right. Cái đó là khác nha. Còn đây chúng ta xét là quyền chọn nha, chúng ta đang xét là quyền chọn mua cổ phiếu, nó không có liên quan gì tới cái right hết. Cái right là cái đó là hồi xưa chúng ta học môn tài chính nghiệp thì cái right đó chính là gì, chính là cái chứng quyền không chứng quyền mua cổ phiếu á, chứng quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông cũ, và những chứng quyền này thì sẽ cho phép cổ đông mua cổ phiếu với một mức giá cho sẵn không à, và chỉ dành cho cổ đông cũ thôi, chỉ dành cho cổ đông cũ thôi, cho cái đợt công ty phát hành mới cổ phiếu chứ ở đây nó không liên quan gì tới cái quyền chọn nha. Quyền chọn này đơn giản là gì, chỉ xem xét trên cơ sở là khi mà cổ phiếu biến động giá, thay đổi thị trường thì lúc này tôi sẽ được lợi ích như thế nào thôi, chứ không liên quan gì tới đợt cổ phiếu phát hành mới. Cái hai này khác nhau nha, phải mà cái bạn chúng ta đang hỏi là cái right, cái chứng quyền mua cổ phiếu mới phát hành cho các cổ đông hiện hữu của công ty chứ còn cái này nó không phải liên quan tới quyền chọn nha. Quyền chọn là gì, là nó sẽ được phát hành. Thực ra cái gọi là phát hành quyền chọn là do một cái tổ chức không phải là công ty phát hành, và thật sự ra cái quyền chọn chính là hợp đồng giữa hai bên với nhau, thỏa thuận là khi giá cổ phiếu nó biến động như vậy thì tôi sẽ đồng ý mua, đồng ý là mua cổ phiếu này với giá bao nhiêu đây, hoặc là bán cổ phiếu này, chấp nhận là bán cổ phiếu này với giá bao nhiêu đây, và nó không liên quan gì tới chuyện là công ty phát hành mới hay là không phát hành mới hết nha ông ạ. Bởi vì đơn giản đây là cái hợp đồng thỏa thuận giữa bên bán quyền chọn bên mua quyền chọn thôi, nó không dính dáng gì tới công ty hết nha. Chúng ta chú ý hai cái này nó khác nhau. Cái bạn chúng ta đang hỏi là cái right, cái right, cái đó là ý nghĩa khác nha, nó không phải là option, nó không phải cái quyền chọn nha. Chúng ta lưu ý là cái right, cái right ở đây này ghi chữ right hơi khó ha, stop vậy đó, thử rồi. Gọi là đặc quyền không à. Chúng ta gọi như là đặc quyền ha, như tiếng Việt chúng ta dịch là chữ đặc quyền đó không ạ. Đó chúng ta thấy ha, còn dĩ nhiên là cái quyền chọn chúng ta đang xét thì ở Việt Nam là chúng ta gọi cái tên là chứng quyền có bảo đảm, cover warrant. Phải không thì nói chung thì chúng ta thể điều chỉnh không mà cái giá trị quyền chọn, hoặc có thể điều còn nếu như mà chúng ta khi mà có phát hành thêm cổ phần này nọ, hoặc là chia tách cổ phiếu gì đó thì cái giá thực hiện nó sẽ được điều chỉnh. Cái này thì chúng ta hãy đọc thêm chương số 2, chúng ta có những cái quy ước không mà, tức là giả sử bây giờ là công ty phát hành chia cổ tức cổ phiếu chẳng hạn, chia cổ tức cổ phiếu, hoặc là chia tách cổ phiếu gì đó, hoặc là gộp cổ phiếu gì đó, thì dĩ nhiên lúc này cái giá thực hiện nó sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tính giá trị gian để làm gì? Dĩ nhiên giá trị gian để chúng ta phân tích, chúng ta thấy được rằng là gì, bản chất của cái giá quyền chọn nó bao gồm những thành phần gì. Phải không à? Nó sẽ bao gồm hai phần, thứ nhất là giá trị nội tại của nó, tức là cái bản chất giá trị, phải không à? Nếu chúng ta thực hiện ngay chúng ta hưởng được cái gì, còn giá thời gian là giá trị mà dành cho cái gì, dành cho cái việc là chúng ta
và nắm giữ cái quyền chọn này trong bao lâu. À, bởi vì khi chúng ta nắm giữ quyền chọn này trong một thời gian tương đối dài thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có thể, lưu ý nha, có thể phải mà chúng ta sẽ được hưởng lợi từ cái chuyện nắm giữ trong khoảng thời gian dài này. Chứ còn dĩ nhiên phải mà không phải là tính giá trị thời gian là để tính ra một con số không mà, bởi vì cái chúng ta muốn tính cuối cùng là tính giá của quyền chọn cuối cùng nói chung. Chứ còn ở đây chúng ta đang phân tích là cái bản chất của giá quyền chọn đó nó bao gồm những thành phần gì. Phải không ạ? Để từ đó chúng ta hiểu được là lý do vì sao phải không ạ? Thời gian dài thì giá quyền chọn nó sẽ thường cao hơn là như vậy. Còn nếu như chúng ta chỉ xét đơn thuần là định giá thì như chúng ta chỉ tính cái phần là giá trị quyền chọn cuối cùng thôi. Rồi, phải không ạ? Đó, thì như vậy đó chính là cái quên, trở lại cái phần lãi suất. Thì như vậy ở đây chúng ta nói là như vậy lãi suất tác động thế nào tới giá quyền chọn mua, thì giờ chúng ta chỉ nhìn vào công thức này, nhìn vào công thức giới hạn dưới này. Nhắc lại ha, giới hạn dưới chính là cái giá trị thấp nhất của quyền chọn tại một thời điểm nào đó. Dĩ nhiên là tại thời điểm, có thể tại thời điểm 0, thời điểm 1, thời điểm 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, chấm 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 chấm. Rồi. Thì đơn giản thôi, nhìn vào công thức này em thấy ra là gì? R nè, R lãi suất nè. Như vậy khi R càng tăng, R càng tăng nha. R càng tăng thì nhiên hiện giá nó sẽ càng càng nhỏ. Bởi vì x nhân 1R mũ trừ t chính là hiện giá của x. Như vậy R càng tăng thì hiện giá x càng nhỏ. Hiện giá x càng nhỏ thì S0 trừ hiện giá x sẽ càng càng lớn. Ngược lại, R càng nhỏ, hiện giá x càng lớn. Như vậy S trừ hiện giá x sẽ càng nhỏ. Như vậy từ đây chúng ta sẽ là gì? Lãi suất và giá quyền chọn mua có mối hệ cùng chiều. Đơn giản thôi, bởi vì giới hạn dưới của nó cao lên thì có nghĩa là thông thường thì giá trị của nó sẽ thường sẽ cao hơn. Đó, như vậy thì thông qua cái công thức giới hạn dưới này chúng ta cũng có thể giải thích được phần nào cho cái mối hệ giữa lãi suất và giá của quyền chọn mua, mà tức là giá quyền chọn mua và lãi suất sẽ có mối hệ cùng chiều. Tiếp theo là cái cuối cùng làm xét tác động của biến động giá cổ phiếu. Rồi như vậy thì cái biến động giá cổ phiếu này thì chữ tiếng Anh của chúng ta gọi là volatility cái này, biến động giá cổ phiếu. Biến động giá cổ phiếu thì thông thường chúng ta thể hiện thông qua cái độ lệch chuẩn cái nhỉ, thông qua cái độ lệch chuẩn. Rồi thì bây giờ minh họa chúng ta đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta có hai đồ thị như sau, hai đồ thị của hai cái cổ phiếu. Đồ thị của hai cổ phiếu như vậy. Cổ phiếu nhất thì nó có như vậy vậy nha. Cổ phiếu nhất thì cái biến động giá nó như vậy. Giả sử thôi vậy nha, không ạ. Rồi như vậy vậy, không ạ. Như vậy. Đó. Cổ phiếu thứ hai thì cái biến động giá nó như vậy. Rồi, cái này phải rồi như vậy nha. Rồi như vậy bây giờ giả sử bây giờ chúng ta xét hai cổ phiếu này ha, dĩ nhiên cái bên trái này là biến động thấp, cái bên phải là biến động cao. Bây giờ chúng ta muốn thực hiện một quyền chọn mua với giá thực hiện là con số này đi. Giả sử giờ chúng ta có là cái giá thực hiện là như vậy nha, chúng ta chọn mức giá thực hiện là mức như đây. Rồi cái này là xét luôn cho cả bên kia luôn. Tức là hai cổ phiếu này chúng ta có xét là quyền chọn có cùng với giá thực hiện. Thì rõ ràng nhìn vào hai tình huống này thì ta đang thấy là gì? Nếu bây giờ chúng ta kêu chúng ta mua quyền chọn mua cổ phiếu á, cổ phiếu bên trái hay cổ phiếu bên phải, chắc chắn một điều anh chị ta sẽ luôn chọn là gì? Cổ phiếu bên phải. Cái gì ta sẽ thích cái mua quyền chọn mua cổ phiếu bên phải hơn, bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng anh chị ta nhìn thấy là gì? Cái cổ phiếu bên phải này này, nó sẽ dễ, tức là nó sẽ có khả năng, nó sẽ có nhiều khả năng là gì? Là cái giá nó vượt qua hơn cái giá thực hiện. Lưu ý cái đường thẳng này là giá thực hiện. Trong khi đó cái cổ phiếu bên bên trái này cái biến động nó quá ít cái gì, không? Cho nên là gì? Cái khả năng mà giá của nó biến động vượt qua hơn cái X này nó sẽ thấp hơn. Cho nên đây chúng ta mới có là gì? Cái tác động của biến động giá cổ phiếu tới giá quyền chọn dĩ nhiên sẽ là biến động cùng chiều. Tức là khi một cổ phiếu có sự dao động giá càng cao thì giá trị quyền chọn của nó sẽ càng cao. Đó thì đó chính là cái
cái tác động của biến động giá cổ phiếu, volatility. Vậy thì đó là cái những cái nguyên tắc của quyền chọn mua. Rồi tiếp theo là nguyên tắc quyền chọn bán. Thì cho bây giờ chúng ta nghỉ nghỉ lại ít phút gì em không hơi khang cổ chút để đi uống cái nước nhé. Rồi chúng ta nghỉ là khoảng 10 phút nữa nhé không ạ, 10 phút rồi chúng ta sẽ quay lại tiếp cho cái nội dung quyền chọn bán. Ủa thầy ơi, em có gửi cái danh sách lớp thầy có nhận được không À, thầy? rồi 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 cái đó cảm ơn để lát năng nữa cuối giờ thì chúng ta sẽ thảo luận cái nội dung đó luôn. Cảm ơn bạn Thống một đã gửi danh sách một. Cảm ơn thầy.
Rồi, à, chúng ta tiếp tục ha. Rồi, như vậy chúng ta xem xét xong cái quyền nhập mua thì chúng ta tiếp tục cái quyền nhập bán. À, thật ra thì cái quyền nhập bán này nó cũng tương đương thôi, à, cho nên là chúng ta cũng xét nó cũng tương đối nhanh, nó cũng không có chênh lệch gì nhiều với những cái quyền nhập mua. Chỉ đơn giản là cái công thức thường nó sẽ ngược lại. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có cũng giá trị tối thiểu, giá trị tối đa, giá trị nội tại vân vân. Rồi đầu tiên là giá trị tối thiểu của quyền nhập bán thì như bữa nãy đề cập rồi. Không chính là giá trị tối thiểu nói chung cho tất cả các quyền chọn. Cho nên ở đây chúng ta cũng sẽ có được là đối với nhập bán á, giá trị tối thiểu của quyền nhập bán thì cũng chính là không. À, và ở đây dĩ nhiên chúng ta sẽ xét cho cả Mỹ lẫn châu Âu như mới nãy chúng ta đề cập rồi, bởi vì quyền chọn nói chung là quyền thôi, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện là bỏ thêm tiền bỏ mà ra khi chúng ta đầu tư vào quyền chọn hết. Tức là ngoài cái số tiền ban đầu chúng ta trả phí ra thì dĩ nhiên sau đó chúng ta sẽ không phải bỏ thêm bất kỳ khoản tiền nào hết. Rồi. Cho nên chúng ta sẽ có được là cái giá trị tối thiểu không a có thể có của một quyền chọn bán, nó cũng là con số 0 giống tương tự quyền nhập mua. Rồi. Đối với quyền chọn bán kiểu Mỹ không mà thì giá trị tối thiểu của nó là gì? Thì ở đây thật ra cũng làm tương tự như trong ví dụ trước thôi. Chúng ta xét như vậy. Như vậy thì ở đây rõ ràng là gì? Chúng ta chỉ cần là đổi lại ngược lại tình huống thôi thì chúng ta sẽ có minh họa được cái vấn đề của quyền chọn bán hoặc như vậy đây sẽ là quyền chọn bán hoặc thì đối với tình huống là chúng ta làm ngược lại anh nhỉ. Như vậy thì bây giờ này nó là 80 hoặc thì vậy thành quả hay sự ơi thì thành quả sẽ là 20. Ở trong tình huống này thì ngược lại cao hơn 110 gì đi. Rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là đối với quyền nhập bán thì nhiên chúng ta sẽ chốt cái giá bán rồi. Giá bán chúng ta chốt là 100 cái gì. Và dĩ nhiên thì nếu như giá giao ngay là 80 thì chắc chắn là khi chúng ta thực hiện quyền chọn ngay lập tức thì rõ ràng chúng ta sẽ được lợi là 20. Bởi vì là chúng ta bán được với giá là 100, trong khi đó thị trường bây giờ mua bán chỉ có giá 80 thôi. Còn ngược lại nếu như bây giờ giá nó cao hơn 100 thì rõ ràng là chắc chắn cái gì chúng ta sẽ không thực hiện quyền chọn, bởi vì nếu thì quyền chọn chắc chắn là thành quả nó sẽ là âm 10, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện quyền chọn này, cho nên tức là không bao giờ tại cái thời điểm đó nha, chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện quyền chọn bán này hết, cho nên là chúng ta sẽ không có lợi mà cũng không bị thiệt. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ có là gì, giá trị nội tại họ mà giá trị nội tại hay là giá trị tối thiểu của quyền nhận bán của Mỹ dĩ nhiên sẽ là max không, và trong tình huống này là gì, x chữ s, mới nãy quyền nhận mua là s chữ x ha, thì bây giờ quyền nhận bán là x chữ s đó, thì đó là lý do vì sao đây chúng ta sẽ có công thức này ha. Đối với quyền chọn bán không mà kiểu Mỹ thì nhiên nó sẽ là max của không và x chữ s, còn nhiên s là chúng ta xét là từng thời điểm thôi, nên tại thời điểm không thì nó chính là s không, tại điểm t nó chính là st nha. Rồi và dĩ nhiên cái chúng ta mới vừa xem xét thì chúng ta gọi nó một cái tên chính là giá trị nội tại, tức là giá trị mà chúng ta sẽ nhận được hay là cái lợi ích ấy, mà chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức nếu chúng ta thực hiện cái quyền chọn bán kiểu Mỹ. Rồi, và cũng tương tự như phân tích đối với quyền nhận mua thì chúng ta sẽ có được là giá trị thời gian sẽ bằng giá trị quyền chọn trừ giá trị nội tại. Hay nói đơn giản hơn là gì? Giá quyền chọn sẽ bao gồm hai thành phần là giá trị nội tại và giá trị thời gian. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có giá trị giá trị khi đáo hạn. Xét phần này trước đi ha. Thì ở đây quyền chọn mua hay quyền chọn bán gì thì đều như nhau hết.
Tức là sao? Tại đáo hạn, giá trị của quyền chọn chính là giá trị nội tại. Thì ở đây là công thức của quyền chọn bán. Dĩ nhiên thì đối với giọng mua chúng ta sẽ có công thức quyền giọng mua. Thì đây chúng ta nhớ đúng nguyên tắc đó thôi. Mà tức là tại đáo hạn thì giá trị quyền chọn chính là giá trị nội tại. Bởi vì đơn giản là tại đáo hạn thì nó sẽ không còn thời gian nữa, cho nên chúng ta chỉ còn giá trị nội tại thôi. Hoặc là gì? Tại đáo hạn thì chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là thực hiện, hai là không thực hiện. Mà thực hiện thì dĩ nhiên có lời thì chúng ta mới thực hiện. Cho nên là chúng ta sẽ được hưởng chính là cái phần chênh lệch giữa hai thành phần là giá giao ngay và cái giá thực hiện. Còn dĩ nhiên là tùy là mua hay bán thì chúng ta sẽ có là S chữ X hoặc là X chữ S. Và dĩ nhiên nếu như mà không thực hiện thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận được là không. Mà cho nên chắc chắn điều là tại đáo hạn thì chúng ta sẽ có được giá trị quyền chọn chính là giá trị nội tại. Rồi. Tiếp theo giấy tiêu đa. Giấy tiêu đa của quyền chọn bán thì nó chính là cái giá thực hiện. Thì cái này chúng ta thì giá tương đương như là quyền nhận mua thôi. Tức là chúng ta sẽ không bao giờ chi trả một số tiền nhiều hơn cái lợi ích tối đa mà ông ta nhận được. Thì nhiên cái lợi ích tối đa mà ông ta nhận được đối với một quyền chọn bán chính là cái giá thực hiện. Bởi vì giá thực hiện chính là giá mà ông ta sẽ có khả năng bán, có khả năng thu được á khi mà thực hiện cái quyền chọn bán. Tức là hiểu nôm na đơn giản là lợi ích tối đa đã được khi mà cái S0 này nó giảm xuống xem như là xấp xỉ bằng không. Cho nên ông ta sẽ nhận được chính là X. Còn dĩ nhiên đối với quyền chọn mà bán cái này là kiểu Mỹ ha, còn đối với quyền chọn bán kiểu châu Âu thì giá trị tối đa của nó chính là hiện giá của X, hiện giá của X. Bởi vì đơn giản là gì? Chúng ta sẽ nhận được tối đa là tại thời điểm đáo hạn thôi. Bởi vì kiểu châu Âu là không thực hiện sớm, tức là chỉ thực hiện tại thời điểm đáo hạn. Mà tại thời điểm đáo hạn thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đạt được tối đa khi mà ST bằng 0. Cho nên là tại thời điểm đáo hạn chúng ta sẽ nhận được X. Nhưng chúng ta đang xét là giá quyền chọn tại một thời điểm bất kỳ nào đó, tại thời điểm hiện tại, cho nên là chúng ta cần phải tính hiện giá của nó không ạ. Rồi. Thì vậy đó chính là cái giá trị tối đa, giá trị tại thời điểm đáo hạn. Tiếp theo là tác động của thời gian đáo hạn. Rồi. Thì tác động thời gian đáo hạn đối với quyền chọn bán tương tự như quyền chọn mua, tức là sao? Thời gian đáo hạn càng dài, giá quyền chọn thường sẽ cao hơn. Tức là ở đây thật ra chúng ta thể xét chung cho cả mua lẫn bán cũng được, khỏi cần phải nhớ tách riêng ra quyền chọn mua rồi tách riêng ra cho quyền chọn bán. Dĩ nhiên chúng ta đang xét cho kiểu kiểu Mỹ thôi nha, bởi vì đối với kiểu Mỹ thì chúng ta sẽ có thể diễn giải được thông qua cái khái niệm giá trị thời gian. Còn đối với quyền chọn ở châu Âu thì chúng ta không minh chứng được, bởi vì là chúng ta không có khái niệm giá trị thời gian đối với quyền nhận kỹ cho ông. Như vậy đó là cái thời gian đáo hạn. Như vậy nhắc lại, thời gian đáo hạn càng dài thì giá quyền chọn nó thường sẽ cao hơn. Rồi. Tiếp theo là tác động của giá thực hiện. Cái gì ta chờ chút. Như vậy tiếp theo chúng ta xem xét tác động giá thực hiện. Thì cái này chúng ta sẽ lập luận ngược lại đối với quyền nhận mua. Chúng ta nhớ lại là mới nãy chúng ta lập luận là quyền nhận mua là tôi thích mua giá thấp, cho nên là giá thực hiện mà thấp thì sẽ càng có lợi trong cái trường hợp của quyền nhận mua. Thì ngược lại thôi, quyền nhận bán là chúng ta sẽ đi bán món hàng gì đó, cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ thích bán giá cao. Vì vậy thì đối với chọn bán, giá thực hiện mà càng cao thì dĩ nhiên giá trị quyền chọn nó thường sẽ cao hơn. Rồi, như vậy thì đó là tác động của giá thực hiện mà rất là đơn giản. Và ở đây thì chúng ta cũng có được cái nguyên tắc là gì? Chênh lệch giá quyền chọn bán
Đối với kiểu châu Âu ha thì sẽ không vượt quá hiện giá của chênh lệch giá thực hiện. Đối với kiểu Mỹ thì sẽ bỏ hiện giá đi, tức là chênh lệch giá thực hiện thôi. Cái này thì chúng ta sẽ lập luận tương tự về nhập mua, và nó cũng có cái bảng hình như là bảng 3.8 nè, sẽ minh họa cho cái điều đó nhé. Tiếp theo chúng ta cũng có khái niệm là giới hạn dưới của quyền chọn bán, giới hạn dưới quyền chọn bán. Thì đối với dưới quyền chọn bán thì ở đây chúng ta sẽ có công thức tương tự như là công thức giá trị nội tại, tức là cũng tương đương giống như là quyền chọn mua đó vậy. Chúng ta sẽ có giới hạn dưới quyền chọn bán, thì nó sẽ chính là max của không và giới hạn nội tại là x trừ s. Ở mà trong khi đó thì đây giới hạn dưới sẽ là hiện giá của x trừ s nha. Rồi, và chúng ta vẫn có nguyên tắc là gì? Kiểu Mỹ sẽ lớn hơn bằng kiểu châu Âu. Và như vậy thật ra là gì? BE lớn hơn bằng nguyên cái max này thì nhiên là BA lớn hơn BE, có nghĩa là BA cũng lớn hơn bằng nguyên cái biểu thức này. Các nhỉ? Rồi, tức là chứ là thật ra đây cái giới hạn dưới này là dành cho cả hai kiểu luôn, châu Âu lẫn Mỹ. Mới nãy quyền nhập mua cũng tương tự ấy nhỉ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề là quyền chọn bán kiểu Mỹ trong trường hợp có trả cổ tức nha, phải không ạ? Rồi. Thì như vậy ha, trở lại cái chuyện có trả cổ tức giống như ví dụ này vậy. Bây giờ chúng ta xét cái tình huống như sau. Bây giờ chúng ta phải chỉnh lại cái x một chút ha. Như vậy bây giờ giả sử cái x giá thực hiện chúng ta là 130 cái gì. Rồi. Như vậy giả sử giá thị là 130, giá thị trường chưa trả cổ tức, giá thị trường trước khi trả cổ tức là 120, cổ tức trả là 5. Như vậy sau khi trả cổ tức thì giá còn lại 115. Như vậy nhìn vào hai tình huống này, cái gì để dàn nhận thấy là gì? Nếu phải lựa chọn giữa việc thực hiện quyền chọn bán trước khi trả cổ tức hay sau khi trả cổ tức, chắc chắn một điều cái gì ta sẽ chọn là sau khi trả cổ tức. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi giao tức thì rõ ràng là chúng ta xét là giả sử quy nhập của Mỹ đấy nha, thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn. Bởi vì trước khi giao tức thì tôi được lợi có 10 à. Trong khi đó sau khi giao tức tôi được lợi tới 15 lần vậy. Cho nên ở đây đối với quyền chọn bán của Mỹ á, chúng ta sẽ có tình huống là gì? Khi mà cổ phiếu trả cổ tức thì sẽ làm cho quyền chọn bán của Mỹ là ít có khả năng thực hiện sớm. Không mà tức là đối với quyền chọn bán của Mỹ á, thì khi mà cổ phiếu vào tức thì sẽ ít có khả năng, không mà tức là sẽ ngăn cản không mà cái hành vi là thực hiện sớm nha. Dĩ nhiên thì không phải là 100% ấy nhỉ, nhưng mà đây nó là thông thường ấy nhỉ, không mà tức là cái xu hướng hay là cái khả năng nó sẽ thường cao hơn đó. Cho nên là chúng ta sẽ có là cái phát biểu này không mà tức là khả năng thực hiện sớm đối với quyền chọn bán của Mỹ sẽ giảm đi khi mà cổ phiếu có trả cổ tức, phải không ạ? Bởi vì là cổ phiếu mà càng trả cổ tức thì tôi càng thích, không mà bởi vì càng trả cổ tức thì giá nó sẽ càng giảm. Mà nguyên tắc đối với quyền chọn bán là gì? Tôi sẽ thích giá giao ngay giảm, bởi vì là tôi chốt giá bán rồi, cho nên thị trường mà càng giảm tôi sẽ càng được lợi. Đó chính là cái quyền chọn bán của Mỹ. Rồi. Tiếp theo chúng ta xem xét chúng ta khoan xem xét cái ngang giá này. Tiếp theo thì cũng tương tự như quyền chọn mua thì chúng ta xem xét là tác động của lãi suất và tác động của biến động giá cổ phiếu. Thì đối với tác động lãi suất thì rõ ràng ở đây cũng tương tự như quyền chọn mua mới nãy, cái gì thể là diễn giải nó thông qua cái công thức giới hạn dưới. Đó, mà tức là nếu như ta mà không nhớ đi, nó giả sử là nó nhiều quá vậy ta không nhớ thì đơn giản là gì, cái này thì diễn tả nó thông qua công thức giới hạn dưới. Như vậy thì đây khi mà lãi suất thay đổi tức là cái R nè, như vậy cái R khi mà nó biến động tăng hoặc biến động giảm thì ảnh hưởng như thế nào tới giới hạn dưới. Như vậy chúng ta tạm thời chấp nhận giới hạn dưới này nó giống như giá quyền chọn đi, tức là giới hạn dưới tăng thì là giá quyền chọn nó cũng sẽ tăng, hoặc giới hạn dưới giảm thì giá quyền chọn nó sẽ giảm. Rồi, như vậy đây rõ ràng là khi mà lãi suất mà tăng
lãi suất tăng thì hiệu giá nó sẽ nhỏ. Hiệu giá nhỏ mà lấy hiệu giá nhỏ trừ S0 thì rõ ràng là gì? Cái gọi lý hạn dưới này sẽ càng nhỏ. Và ngược lại khi mà lãi suất giảm thì nhiên là hiệu giá nó sẽ cao. Hiệu giá sẽ cao thì nhiên cái phần hiệu số này nó sẽ càng lớn. Như vậy thì em ta thấy là nó mối hệ là ngược chiều có nhà phải không ạ? Ngược lại với quyền nhập mua thì đây lãi suất và giá quyền nhập bán nó sẽ có mối hệ ngược chiều. Rồi còn đối với biến động giá cổ phiếu thì nó tương tự như quyền nhập mua thôi, tức là nó sẽ có mối hệ cùng chiều nhà không ạ? Bởi vì là khi mà cổ phiếu có sự biến động càng nhiều thì rõ ràng là cái chiều hướng mà biến động có lợi không ạ, nó sẽ càng dễ xảy ra nhiều hơn. Rồi như vậy thì đó là cái biến động của tác động của lãi suất và tác động của biến động giá cổ phiếu. Rồi chúng ta sẽ xét cái phần cuối cùng, xem như cuối cùng ha, cái này là mấy phần minh họa thôi. Chúng ta xét cái nội dung cuối cùng mà muốn đề cập với chúng ta trong chương này, là cái công thức ngang giá quyền chọn mua quyền chọn bán. Ở đây chủ yếu là kiểu châu Âu thôi, kiểu Mỹ thì như vậy đọc thêm. Chẳng hạn như thi làm bài tập thì chúng ta xét kiểu châu Âu thôi nhỉ. Ở đây thì khi chúng ta đề cập tới cái giá quyền nhận mua nhận bán thì chúng ta sẽ có một cái công thức thể hiện cái sự ngang giá này. Tức là sao? Tức là ở đây phải không ạ? Khi chúng ta minh họa cái giá quyền nhận mua, chúng ta sẽ minh họa thành một cái công thức có sự xuất hiện quyền nhận bán hoặc ngược lại. Tức là giá trị quyền nhận bán nó sẽ là một cái công thức mà phụ thuộc vào cái giá trị quyền nhận mua. Thì đó chính là cái công thức ngang giá không ạ? Và ở đây thì dĩ nhiên để đưa ra công thức này thì người ta cũng xây dựng hai danh mục không ạ? Như vậy chúng ta tạm thời đây là danh mục vế trái, đây là danh mục vế phải, và hai danh mục này nó tạo ra thành quả là giống nhau, cho nên giá trị hai danh mục nó phải ngang bằng nhau. Và lưu ý giùm chị ở đây là chúng ta đang xét là không thuế không chi phí giao dịch gì nha, không thuế không chi phí giao dịch nha. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ có được cái này, cái biểu thức này không mà cái phương trình này ha. Rồi thì có thể diễn tả như sau vậy, vế trái của cái công thức ngang giá này sẽ là gì? S0 cộng P. Như vậy sẽ tương đương là gì vậy? Mua cổ phiếu nè, mua cổ phiếu và làm cái gì? Mua quyền chọn bán. Mua cổ phiếu và mua quyền chọn bán tương đương với cái gì? Tương đương với chuyện là gì? Mua quyền chọn mua và mua một trái phiếu có mệnh giá là X. Mua trái phiếu có mệnh giá là X, tự nhiên trái phiếu có mệnh giá là X thì giá hiện tại của nó chính là hiện giá của X. X nhân 1 rồi mũ giờ T chính là hiện giá của X. Dạ, không ạ? Như vậy chúng ta sẽ mua một cái trái phiếu có mệnh giá là X, tức là chúng ta sẽ nhận lại khi đáo hạn là X. Trái phiếu này trái phiếu zero coupon nha. Cho nên hiện tại là chúng ta sẽ mua nó với cái mệnh giá. Và chúng ta thì diễn giải theo cách khác là gì? Mua trái phiếu tức là cho vay. Đấy, dạ, không ạ? Mua trái phiếu tức là cho vay, không ạ? Tức là cái thể diễn tả là gì? Mua và nhập mua và cho vay. Đó thì như vậy đó chính là cái biểu thức cho ngang giá quyền chọn mua chọn bán. Và ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó rằng á là ở đây mà khi mà chúng ta xét cái giá quyền chọn mua chọn bán thì nên cân bằng hay là duy trì theo cái phương trình này. Nếu phương trình này không duy trì thì chúng ta có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch, tức là giả sử nếu như mà vế trái vế phải nó không ngang bằng nhau thì chúng ta thực hiện kinh doanh chênh lệch. Và nhắc lại nguyên tắc kinh doanh chênh lệch giống y chang như hôm trước có đề cập và mới nãy có nói các anh chị rồi, là bán thấp, ai xin lỗi, mua thấp bán cao, cứ đúng nguyên tắc đó thôi phải không ạ? Tức là hai bên có chênh lệch thì bên nào thấp thì sẽ mua bên đó, bên nào cao sẽ bán bên đó. Dĩ nhiên nếu như bán có nghĩa là gì? Bán có nghĩa là chúng ta để một dấu trừ trước nguyên cái vế trái, để dấu trừ trước nguyên cái vế phải, kiểu vậy. Thì bây giờ diễn tả thử gì chúng ta cái chuyện bán này vậy nha. Như vậy nếu như chúng ta bán với phải, tức là bán cái cụm, xin lỗi, bán với trái, tức là bán cái cụm này nhỉ. Bán với trái như vậy sẽ là trừ S0 trừ P, tức là đảo với dấu lại ha. Trừ S0 tức là bán khống cổ phiếu, trừ P tức là bán quyền nhập bán.
Lưu ý ha, chúng ta khi có một hợp đồng quyền chọn, chúng ta sẽ có người mua quyền chọn và người bán quyền chọn. Như vậy ở đây dấu cộng hàm ý là ông ta mua quyền chọn, vậy nhiên dấu trừ hàm ý là ông ta bán quyền chọn. Như vậy nhắc lại ha, trừ S0 tức là bán khống cổ phiếu, trừ P tức là bán quyền chọn bán. Rồi, bên này nếu như mà bán thì sao? Nếu như ông ta bán với phải thì sao? Như vậy đây là trừ C tức là bán quyền chọn mua, trừ cho cái hiện giá của X. Thì chúng ta diễn tả lại đơn giản, mới nãy chúng ta nói là cái này là gì? Mua trái phiếu tức là cho vay, trừ X tức là nôm na giống như gọi là bán trái phiếu à, nhưng mà thường thường thì chúng ta sẽ nói theo kiểu là gì? Đi vay thì nó dễ hiểu ha. À, tức là chúng ta sẽ là đi vay không à, bởi vì nếu chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta không có bán trái phiếu nhé. À, bán trái phiếu thì giữa công ty bán trái phiếu thôi, chính phủ bán trái phiếu thôi, chứ còn nhà đầu tư cá nhân thì không có bán trái phiếu nha Phong. À, cho nên là chỉ có là đi vay thôi. À, bán trái phiếu tức là hàm ý là đi vay, cho nên ta thì diễn tả thành là đi vay cho nó dễ hiểu. Rồi, như vậy thì đó chính là cái ngang giá quyền nhập mua quyền nhập bán cho kiểu châu Âu. À, còn đối với kiểu Mỹ thì ở đây nó không có cái công thức ngang bằng, nó chỉ có một cái bất phương trình thôi, bất phương trình tới ba cái với nhau. À, tức là chúng ta sẽ có nguyên biểu thức này lớn hơn bằng nguyên biểu thức này, và nguyên biểu thức ở giữa này thì lớn hơn bằng nguyên cái này. À, bảo vậy thì đó là cái kiểu Mỹ. Rồi, như vậy đó là cái nội dung chủ yếu của chương số 3. À, tự nhiên chương số 3 này thì có tương đối nhiều cái tính chất, cho nên nếu đôi khi chúng ta quên, chúng ta hãy nhìn vào cái bảng tóm tắt cuối cùng trong sách là bảng 3.13, thì cái bảng này nó sẽ minh họa hết những tình huống như ông ta không à, tức là quyền chọn mua kiểu châu Âu, quyền chọn mua kiểu Mỹ, quyền chọn bán kiểu châu Âu, quyền chọn bán kiểu Mỹ ha. Đó. À, thì như vậy chúng ta có là giá trị tối thiểu nè, hoặc là giá trị nội tại nè, ha, đó. À, và giá trị thời gian. Giá trị thời gian thì riêng là trừ đi giá trị nội tại thôi. Đó là một số những cái tính chất như chúng ta thấy là tác động của giá thực hiện vân vân không à, rồi giới hạn dưới không à, rồi ngang giá, công thức ngang giá quyền chọn à. Rồi như vậy thì đó là cái nội dung của cái chương số 3 này ha, các nguyên tắc định giá quyền chọn. Rồi chúng ta có câu hỏi gì liên quan tới những cái vấn đề vừa đề cập hay không? Rồi, nếu như không vấn đề gì thì chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. À, bài tập cho cái trường số 3 này. Thật ra thì bài tập này nó cũng đơn giản thôi anh chị ha. Bởi vì thật ra nó có nhiều thôi phải không ạ? Chứ còn nếu như xét mà công thức thì nó cũng rất là đơn giản không? Nó không có gì phức tạp hết. Rồi, chúng ta xét một số bài tập trong chương số 3 phải không ạ? Dĩ nhiên thì nếu chúng ta có sách sẵn thì chúng ta mở sách ra. Thì, sách thì như đã nói vậy rồi thì chúng ta hãy liên hệ với cô thư ký khoa để chúng ta mua, và chúng ta liên hệ theo lớp ha, chúng ta sẽ gom một số người trong lớp và chúng ta mua một lần thôi, vậy chúng ta đừng có mua lẻ ha, bởi vì nói chung thì cũng không có người để thường xuyên không mà phụ trách cái đó giao cho anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta xét một số những cái ví dụ không ạ. Ở đây thì đối với PDF thì chỉ có cái file tiếng Anh thôi, cho nên thì ở đây sẽ chiếu nhiệm ta cái file sách tiếng Anh, hay chắc có lẽ là sử dụng cái cuốn sách kia thì nó sẽ khớp hơn, bởi vì đây có hai phiên bản. Có cái phiên bản số 8 thì nó tương đối cái bài tập nó sẽ khác, cái số thứ tự nó khác một chút, nên là chắc sử dụng cái phiên bản này thì nó sẽ khớp hơn, bản số 10. Rồi, như vậy chúng ta xét một số bài như sau ha. Đầu tiên bài số 1 cái gì?
À, chúng ta xét bài tập số 1 ha, bài số 1. À, ghi vào đây để nhớ một chút ha, chứ thôi quên sao. À, lát nữa không không nhớ bài nào ta đề cập. Rồi, sau đó là bài mười một b. À, bây giờ là bài 11b cái gì phải không ạ? A B C liền nhau ha, thì cái này làm một bài minh họa thôi phải không ạ? Giả sử là bài 11b ha. Rồi, bài 12 tương tự bài 11, bởi vì bài 11 là dành cho quyền chọn mua, bài 12 là dành cho quyền chọn bán, thì chúng ta thể làm tương tự, không có gì khác biệt hết. Công thức thì nó chỉ đảo lại công thức thôi. Rồi, sau đó chúng ta xét bài 13, 13C, 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 có bài bất kỳ không? 13C, AB thì tương tự, chúng ta cũng có thể thực hiện lại tương tự. Rồi, bài 15A. 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 Rồi, mấy cái tỷ giá thì thôi ha. Thật ra thì ở đây chúng ta làm cũng được thôi, đơn giản thôi nhiệm không ạ? Bởi vì là chúng ta chỉ việc là chỉnh lại cái theo cái lãi suất thôi ha. Chúng ta có công thức lãi suất thôi. Rồi, chúng ta xét bài 19 nè, bài 18, bài 19 là tương tự nhau. Bài 18 là quyền chọn mua, bài 19 là quyền chọn bán. Thì bây giờ thôi xét bài quyền chọn bán bởi vì những cái câu ghi chủ yếu quyền chọn mua không bây giờ xét bài 19 nè để là quyền chọn bán. Rồi, rồi, thì đó một số bài ha. Còn bài 20, 21, hai mươi 21 rồi 22 không ba này nọ thì chúng ta có thể là về nhà tự làm được anh chị nha, không rồi. Rồi, như vậy em đây xét những cái bài vừa đề cập anh chị nha. 1, 11B, 13C, 15A và bài 19 nha. Rồi, như vậy thì chắc chúng ta một khoảng thời gian phải không ạ? Nhỏ nhỏ để chúng ta thực hiện các bài tập này. Rồi sau đó thì nhiên đến chị có kết quả thì chúng ta chỉ việc là chỉnh chiếu lên thôi. Có gì thể là chụp hình cũng được ha, chụp hình rồi sau đó chúng ta gửi lên cái phần chat cũng được. Rồi, như vậy thì khoảng thời gian cho cái phần bài tập của chúng ta.
Rồi, à chúng ta sẽ cài cái bài ví dụ này ha. Rồi, đầu tiên bài tập số 1 thì bài tập số 1 là cái bài minh họa cho cái việc tính toán cái lãi suất phi rủi ro và nội dung đầu tiên trong cái chương này. Rồi, chúng ta có là một cái sẽ mua bị chọn 68 ngày ha, phải không ạ? Sẽ bị chọn 68 ngày như vậy chúng ta xét là đây là lãi suất phi rủi ro cho 68 ngày. À, chứ chúng ta không có lấy 67 ngày ở đây vậy nhé. Rồi chúng ta có chiết khấu gì đó phần mà chào mua chiết khấu chào bán phần mà 8,24 và 8,20. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ra được chiết khấu trung bình là 8,22 nha. Chiết khấu trung bình là 8,22. Rồi như vậy từ đây thì chúng ta sẽ tính được cái gọi là lãi suất phi rủi ro theo cái công thức mà chúng ta đề cập ở phía trên ha. Rồi như vậy thì sẽ bằng cái gì? Mệnh giá không à? Thì đây chúng ta thì giả sử là 100. Rồi sau đó chia cho cái giá hiện tại. Chắc tính giá hiện tại riêng ra ha để cho nó dễ nhìn cái này. Rồi giá hiện tại thì ở đây sẽ bằng mệnh giá 100 trừ cho mức chiết khấu thì là 8,22. Thật ra là 8,22% á, nhưng mà thôi chúng ta quy thành số luôn là 8,22. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhân cho thời gian là 68. Ở đây lưu ý là quy chọn ta là 68 ngày, chúng ta tính 68 ngày. Tức là ở đây thật ra nó xấp xỉ đó, phải mà bởi vì chúng ta chỉ có thông tin của cái tính phiếu kho bạc 67 ngày thôi. Như vậy chúng ta có thể sử dụng cái này để làm cái là sự rủi ro cho cái quy chọn 68 ngày. Cho nên thực ra đây là chúng ta đang tính lãi suất phi rủi ro cho 68 ngày chứ không phải là tính cho cái trái phiếu nha. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ chia 360 theo như cái công thức đúng không của chúng ta đang có. Thì như vậy dĩ nhiên chúng ta sẽ ra được tương ứng. Rồi, như vậy ra được như đây. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có gì giá hiện tại. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính được lãi suất phi rủi ro. Rồi, lãi suất phi rủi ro thì nhiên sẽ bằng mệnh giá 100 chia cho cái giá hiện tại là 98,44733 gì đó. Rồi, ở đây là lũy thừa cho 365 chia 68. Rồi, tất cả chữ 1. Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ tính được lãi suất phi rủi ro cho cho năm luôn, hoặc là như vậy 8,76% năm. Rồi như vậy thì đó là cái câu số 1 của mình, rất là đơn giản. Rồi giờ chúng ta xét các bài tập số 11. Bài số 11 là ta lấy câu ở đây thì chắc chúng ta làm tròn nè, phải không ạ? Ở đây giá trị làm tròn cho nên chúng ta đây là 8,6. Dĩ nhiên thì bên Excel kia là chúng ta tính giá trị full luôn, không ạ? Cho nên nó sẽ ra là 8,7 mấy ha. Bởi vì đơn giản là ở đây một loạt các con số lẻ làm tròn ở đây rồi cả nhỉ. Rồi, như vậy theo là bài 11B. Lưu ý là những cái những câu trả lời này thì có gì lớp trưởng ghi nhận lại ha, mọi người lớp trưởng ghi nhận lại và như chúng ta đề cập rồi cuối môn thì có gì gửi lại danh sách không ha, để tính điểm cộng. Rồi 11B, 11B. Rồi 1B thì chúng ta đang xét quyền chọn mua đáo hạn tháng 11, giá thực hiện 155 và yêu cầu tính là giá trị nội tại, giá trị thời gian,
giới hạn dưới. Rồi. Như vậy thì đây chúng ta tính tương ứng thôi. Cái này thì chúng ta sử dụng cái bảng dữ liệu ở phía trên, mà chúng ta có cái bảng dữ liệu ở phía trên này. Rồi. Cái này thì chúng ta có thông tin như sau. Hiện tại là ngày 6 tháng 7, giả sử là ngày 6 tháng 7, giá cổ phiếu là 165,13. Còn trong trong sách tiếng Việt hình như là 165 là mấy phần mấy á, thì nói chung cũng sao đâu, đơn giản là chúng ta chuyển nó thành số thập phân thôi. Rồi, thì đây chúng ta có được là giá hiện tại ha, đây là Scom. Rồi, cái thời gian đáo hạn tương ứng tháng 7, tháng 8 và tháng 10. Lãi suất rủi ro tương ứng cho từng thời gian, không như vậy tháng 7 thì là 5,16, tháng 8 5,5, tháng 10 là 5,88. Rồi chúng ta có sẵn cái bảng thông tin về giá quyền chọn và giá quyền chọn mua và giá quyền bán trên thị trường đang có như đây. Rồi bây giờ chúng ta xét là quyền câu B là tháng 10, quyền chọn mua tháng 10, giá thực hiện 155. Đây ha, con số 14 này cái gì. Rồi yêu cầu là tính giá trị nội tại với thời gian. Đây, cái này thì quá dễ Phật. Đầu tiên là giá trị nội tại Phật. Rồi đây là quyền chọn mua cho nên giá trị nội tại diễn là max 0 và s trừ x s 165.13 trừ x là trừ 155. Rồi như vậy chúng ta sẽ tính được nhanh chóng ở cái cục B phòng cục B là đúng rồi tháng 10 155 tháng 10 155 giá cổ phiếu đang là 165,13 nhỉ. Rồi như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được dễ dàng chúng ta sẽ tính được chính là 10.13. Cái này khỏi bấm công thức cũng được, chúng ta cũng tính nhẩm là thấy rồi. Rồi như vậy chúng ta có giá trị nội tại, thì bây giờ chúng ta tính giá trị thời gian phải không? Thì giá trị thời gian sẽ bằng giá trị quyền chọn. Giá trị quyền chọn thì đây nó sẵn rồi, giá trị quyền chọn này trên thị trường ha cho chúng ta là 14. Rồi như vậy chúng ta chỉ việc lấy 14 và trừ cho 10 7, 3, 13 như vậy thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị không, ha. Rồi như vậy giá trị thời gian là 3,87. Rồi theo đó là giới hạn dưới. Giới hạn dưới thì bây giờ cũng công thức thôi, giới hạn dưới thì công thức gần giống như công thức giá trị nội tại không, cũng là max 0 s trừ x s trừ x, nhưng mà thay vì trừ x thì giờ là trừ hiện giá của x không ạ, tức là trừ cho 155 và nhân 1 cộng r mũ trừ t, 1 cộng r là 1.0588 và r tháng 10 là 5,88% mũ trừ t. Mũ trừ t thì thôi chắc chuyển lại, thay vì nhân 1 mũ trừ t thì bây giờ chúng ta sẽ là chia ha, tức là nhân 1 r mũ trừ t, tức là chia 1 cộng r mũ t. Mà cái này thì chúng ta quá là đời, cái này chuyển lại cho nó xe cho nó dễ nhìn đó chứ không thôi lũy thời trừ lại mất công mở nhiều ngoặc quá khó, nó hơi khó theo dõi ha. Rồi t của chúng ta xin lỗi ở đây chưa có t. Như vậy t chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta sẽ tính thôi từ như vậy t chúng ta là tính từ ngày 6/7 ngày 6/7 và đây là ngày 16 tháng 10. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ có t, dĩ nhiên là lấy chênh lệch số ngày thôi. Ở đây thì chúng ta tính đúng số ngày nha. Tức là tháng 7 31 ngày, tháng 8 31 ngày, tháng 9 30 ngày đó. Thì vậy chúng ta ra được là 102 ngày. Rồi thì đây chúng ta thế vô đây ha. Như vậy đây lũy thừa trừ t, tức là hay là chia một lũy thừa mũ t đó là chia cho 102 phần 365. Chúng ta nhớ là t chúng ta là bằng số ngày đáo hạn và chia cho 365. Rồi như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được cái gọi là giới hạn dưới. Rồi như vậy giới hạn dưới là 12,5852. Thì nói chung trong tình huống của bài này thì nó phù hợp nguyên tắc rồi.
Bởi vì giá quyền chọn đang là 14, cái gì giới hạn dưới là 12,52 ha, phù hợp nguyên tắc phải không ạ? Rồi như vậy đó là bài 11 vậy ha. Rồi tiếp theo là bài 13 và 13 ha. Bài 13. Bài 13 thì xem xét cái ngang giá quyền chọn mua bán kiểu châu Âu. Bài 13 thì mới nãy là ta bài 13C không ạ? Bài 13C. Rồi PVC là tháng 10 107 tháng 10 107. Đâu tháng 10 và 107 đây. Rồi như vậy giờ chúng ta xét cái ngang giá quyền chọn như vậy cứ theo đúng công thức ngang giá quyền chọn thôi. Chúng ta sẽ có là vế trái quyền chọn là gì, vế trái là gì, vế phải là gì ha. Rồi như vậy vế trái chúng ta là mua cổ phiếu. Mua cổ phiếu thì mua cổ phiếu là 165.13. Rồi sau đó là mua quyền chọn bán. Quyền chọn bán tháng 10 170 là chính. Như vậy đây là vế trái. Đây là vế trái. Bằng cái này. Rồi bây giờ chúng ta xét vế phải nè, vọng à, vế phải bây giờ thành vế phải đi luôn. Như vậy vế phải thì sẽ là mua quyền chọn mua. Đâu quyền chọn mua. Đây quyền chọn mua tháng 10 cho 7 đây là 6. Rồi cộng cho cái phần cho vay. Cho vay với giá thực hiện mà cho vay giá thực hiện thì như vậy có nghĩa là hiện giá của giá thực hiện đó. Như vậy sẽ là 170 vọng à. Rồi 170 chia hiện giá nha, khoảng là 1.0588. Và ở đây là lũy thừa tháng 10, tháng 10 thì nhiên ở đây 102 phần 2 phần 365. Vậy chúng ta sẽ tính được cái giá trị vế phải. À, như vậy chúng ta sẽ có được là đây vế phải vế trái dĩ nhiên thì hai số này sẽ lệch nhau không à, thì hai số này lệch nhau thì lúc này chúng ta sẽ có cơ hội kinh doanh chênh lệch phải không à, thì như vậy sẽ mua mua cái thấp và bán cái cao, như vậy chúng ta sẽ mua vế phải và bán vế trái như vậy là chúng ta suy ra là mua vế phải bán vế trái không à, ở đây mình có hỏi là đề nghị chiến lược đó không à, thì vậy đề nghị chiến lược chúng ta sẽ là mua vế phải bán vế trái. Mua vế phải bán vế trái tức là gì? Mua đây là quyền chọn mua ha, mua quyền chọn mua nè, mua quyền chọn mua và cho vay mua trái phiếu tức là cho vay phải không à, mua quyền chọn mua và cho vay. Còn bên kia là làm cái gì? Bên kia là bán vế trái. Bán vế trái tức là chúng ta sẽ bán khống cổ phiếu và bán quyền chọn bán. Như vậy đây là chiến lược chúng ta phải không mà kiến dựng cho trên lệch ha, không mà mua cái nào thấp và bán cái cao đi. Rồi như vậy đó là bài số 13 rất là đơn giản nhé ha. Rồi cuối cùng là xin lỗi bài mấy ha, thôi bài 15 bài 15 bài 15 ha, bài 15 A. Bài 15 là yêu cầu là xác định cái gọi là mối quan hệ giữa giá quyền chọn và giá thực hiện, mà mối quan hệ giá quyền chọn giá thực hiện. Bài 15 ha. Rồi bài 15A. 15A thì chúng ta có nguyên tắc như vậy, chúng ta nhớ lại nguyên tắc là gì? Chênh lệch giá quyền chọn với giá thực hiện khác nhau thì sẽ không vượt quá cái chênh lệch giá thực hiện đối với quyền chọn kiểu Mỹ, còn đối với nhận kiểu châu là chênh lệch của hiện giá không ạ, hiện giá của chênh lệch giá thực hiện chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó. Rồi đây chúng ta đang xét là kiểu gì xét bài 15 là kiểu kiểu Mỹ chúng ta xét kiểu Mỹ và chúng ta xét là bài 15 là quyền chọn mua, bài 16 là xét quyền chọn bán, chúng ta sẽ làm tương tự
Rồi, như vậy chúng ta có công thức là gì? Chênh lệch của giá, chênh lệch của giá quyền chọn. Ở đây chúng ta có là câu A thì sẽ là quyền chọn mua tháng 8 155 và 60. Quyền chọn mua tháng 8 đâu? Quyền chọn mua tháng 8 155 và 60. Như vậy thì đây chúng ta sẽ lấy chênh lệch của nó thì nói chung đơn giản thôi. Nếu chúng ta quên thì chúng ta cứ nhìn vào bảng này thôi, cái nào cao hơn thì lấy cái đó trừ không ha. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không lấy 8,1 trừ 11,8 mà phải lấy 11,8 trừ 8,1. Như vậy đây chúng ta sẽ có là chênh lệch ha. Như vậy thì chênh lệch không mà chênh lệch giá quyền chọn mua không mà tháng 8 155 và 156 ha. Chênh lệch giá giá hai quyền chọn mua ha. Rồi như vậy chênh lệch giá hai quyền chọn mua sẽ bằng là 11.8 trừ cho 8.1. Thì như vậy dĩ nhiên nó sẽ bằng là 3.7. Rồi như vậy chênh lệch giá hai quyền chọn mua thì chênh lệch giá hai quyền chọn mua theo nguyên tắc phải nhỏ hơn bằng chênh lệch của giá thực hiện không ạ? Bởi vì đây là quyền chọn của Mỹ cái gì nha không ạ? Chúng ta nhớ chênh lệch quyền của Mỹ đó. Như vậy ở đây chúng ta xem xét là chênh lệch hai cái giá thực hiện là hai giá thực hiện sẽ bằng gì? Chỉ cái này đơn giản rồi, 160 và 155 rồi 10 trừ 155 bằng 5. Rồi như vậy ở đây sẽ không vi phạm vậy nha, bởi vì sao? Bởi vì ta nói là gì? Chênh lệch của giá hai quyền chọn thì không vượt quá vậy nha, không à? Tức là nhỏ hơn bằng cái gì? Chênh lệch của hai cái giá thực hiện trong trường hợp là quyền chọn kiểu Mỹ. Còn nếu quyền chọn chữ Âu sẽ là gì? Hiện giá của chênh lệch hai cái giá thực hiện nha. Tuy nhiên cái này nó sẽ không vi phạm, nó đáp ứng cái gì nha. Rồi, như vậy đó là bài số 15. Rồi, bài cuối cùng bài số 19 không em. Rồi, bài số 19 thì chúng ta có hướng như sau, chúng ta có giá phiếu hiện tại là 90. Tức là đây tóm tắt đi ha, sẽ tóm tắt đi. Như vậy đây, S0 là 90. Giá thực hiện 100. Ghép lại kép. Cái lại kép hàng năm Rồi, lại kép hàng năm là 5%. Tức là R là 5%. Lưu ý là chúng ta có tình huống là ghép lại liên tục nữa. Cái gì em không mà ghép lại rời rạc, ghép lại liên tục. Thì phần ghép lại liên tục thì chắc chuyên sau chúng ta sẽ đề cập sau. Rồi, tiếp theo ha, thông tin tiếp theo là cổ phiếu sẽ trả cổ tức là 1 đô ngay lập tức. Tức là cổ tức 1 đô ngay lập tức. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái D này chính là bằng 1 ngay lập tức luôn nha. Còn nếu như bây giờ chúng ta trả 1 đô này là thời gian sau đó mấy tháng thì chúng ta phải tính hiện giá về. Tính hiện giá về các rồi giá quyền chọn bán đang niêm yết là 6 thời hạn 1 năm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cho giá quyền chọn bán nó bằng 6. Yêu cầu là xác định cơ hội kinh doanh chênh lệch nếu có. Rồi thì đây dĩ nhiên chúng ta sẽ đi tính cái gì? Chúng ta sẽ đi tính cái gọi là giới hạn dưới gì à? Giới hạn dưới đúng không? Rồi, như vậy chúng ta tính lại giới hạn dưới của cái quyền chọn bán này cái gì? Rồi, giới hạn dưới thì dĩ nhiên sẽ là max com và chênh lệch x chữ s x chữ s phải không ạ? Bởi vì đây là quyền chọn bán cái gì nha. X chữ s. Dĩ nhiên x là chúng ta phải tính hiện giá của x. Rồi, hiện giá của x thì dĩ nhiên sẽ là 100 chia 1.05, bởi vì đây là thời hạn 1 năm cái gì nha, và mà cái này thời hạn 1 năm thì lãi suất 5% cũng là theo năm trừ S. Thì vậy bình thường là trừ 90 nhé, trừ S thì 90. Tuy nhiên trong tình huống này là nó có cổ tức, như vậy chúng ta cần phải trừ cho hiện giá cổ tức, trừ hiện giá cổ tức nha. Ở đây thì cổ tức là trả ngay cho nên là chúng ta không cần phải tính hiện giá. Nhưng giả sử bây giờ nếu chúng ta nói là cổ tức trả 6 tháng sau đó đi, thì như vậy chúng ta cần phải là 1 chia 1.05 lũy thừa 1/2.
À, tức là 6 tháng là 1 phần 2, 1 phần 2 năm. À, giả sử nếu như mà trả 4 tháng sau thì nhiên sẽ là lũy thừa 4 phần 12. Cái gì không ạ? À. Đó, như vậy chúng ta sẽ tính được cái gọi là giới hạn giữa. À, thì đây nó sẽ ra bao nhiêu đó. À, rồi, à, để ra bao nhiêu ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ ra giới hạn dưới là 4,2381. Thì nói chung trong tình huống này thì là đáp ứng, tức là không có vi phạm vậy ha. À, tức là ở đây giá quyền chọn là 6 và giới hạn dưới là 4,23. Tự nhiên cái này là đáp ứng, không có vi phạm. Còn nếu như bị vi phạm thì cứ theo đúng nguyên tắc thôi, cái nào thấp thì sẽ mua và bán cái nào cao. À, tức là nếu như bây giờ cái giá quyền chọn mà thấp hơn 4,3, tức là giả sử bây giờ giá quyền chọn là bằng 4 đi, thì rõ ràng là vi phạm. Không? À, thì vi phạm thì có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ đi mua quyền chọn bán và bán cái gì? Bán cái giới hạn dưới. Thật ra cái gọi là bán giới hạn dưới là bán cái phần trong ngoặc anh. À, bán cái phần trong ngoặc á, bỏ số 0 đi ha, tức là bán cái phần trong ngoặc. Bán phần trong ngoặc tức là gì? Phần trong ngoặc chúng ta là hiện giá x trừ cho s, được không? Hiện giá x trừ s. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bán cái phần hiện giá x, bán cái phần hiện giá x tức là gì? Tức là đi vay. À, tức là chúng ta sẽ đi vay gì? Đi vay hiện giá của x. Đi vay hiện giá của x. Và gì? Và đây là hiện giá x trừ s, đỡ như hiện giá x trừ trừ s ha. Thì vậy lúc này chúng ta sẽ thành là gì? Trừ hiện giá x cộng s. Cộng s tức là gì? Mua cổ phiếu. À, chúng ta sẽ là đi vay và mua cổ phiếu, đúng không ạ? À, tức là gì? Chúng ta sẽ đi đi vay và mua cổ phiếu, và đồng thời là gì? Chúng ta mua cái quyền chọn bán. À, lưu ý nha, bán giới hạn dưới, bán giới dưới là tương đương với cái này. À, và bán giới hạn dưới và mua quyền chọn bán. À, đó thì như vậy đó chính là cái tình huống, không ạ? À, cho cái việc là chúng ta xét trong tình huống là có trả cổ tức nhé. Rồi, như vậy đó là những cái bài tập hôm nay. Rồi, các anh chị ta có câu hỏi gì liên quan tới phần bài tập là của nội dung chương này không? Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Hay, chỉ có một số công thức xoay quanh thôi, tới lưu vậy thôi các anh chị, chứ không có công thức gì nó phức tạp. Chủ yếu là nó hơi nhiều công thức thôi, là tại vì nó phân biệt nhiều tình huống, quyền chọn mua, quyền chọn bán, rồi kiểu Mỹ, kiểu châu Âu không à. À, có cổ tức không có cổ tức ha, tức là nó hơi nhiều thôi, chứ còn là nếu xét về công thức thì nó cũng đơn giản. À, đây các nhiệm đã có hỏi gì liên quan đến phần bài tập của anh gì? Rồi thì nếu như không có câu hỏi gì thì coi như chúng ta kết thúc phải không à? Cái phần nội dung buổi nay đây. À, có vấn đề gì không? Thầy ơi, hiện tại là đang có 7 nhóm ấy, mà có 6 chủ đề thì mình chia như nào cho nó hợp lý thầy? À, đúng rồi, cái một nhóm. Rồi thì như vậy ha, nếu như chúng ta có 6 nhóm mà 7 nhóm không à, thì ở đây đơn giản thôi. Lúc này sẽ có hai nhóm, hình như là bữa có hai cái theo danh sách hình như là có hai cái nhóm nhóm nhỏ, mà hai nhóm có số lượng nhỏ ha. Thì hai nhóm số lượng nhỏ đó thì sẽ chung một buổi, thuyết trình chung một 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 cái chủ đề của một buổi, và như vậy thì các nhiệm ta chia nhau thôi, phân nhau chia ra cái nội dung đó. À, tức là cái buổi đó có nội dung gì đó thì bây giờ hai nhóm đó cùng một buổi, và hai nhóm đó sẽ tự thỏa thuận với nhau là chia đôi cái nội dung bữa ra đây. Được không? Dạ thôi ạ. À, và còn nhắc lại là cái chủ đề thì tùy tùy các nhóm với nhau nha, mà có thể là xung phong hoặc là bốc thăm gì đó thì tùy các nhóm nhé. Mua thì về nó đưa tiền ướt tôi hỏi như vậy. Rồi đúng rồi. Rồi như vậy thì nếu như không có vấn đề gì thì chắc chúng ta kết thúc buổi hôm nay đây ha. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục xem xét cái phần định giá quyền chọn theo
Hình nhị phân không à, và dĩ nhiên thì tuần sau thì chúng ta sẽ có cái phần thuyết trình đầu tiên của nhóm thứ nhất. Rồi như vậy thì thôi ha, chúng ta kết thúc buổi hôm nay đây rồi, cái gì thì chào cả lớp ha, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.